bác cháu mình dùng bữa xong cháu mời bác có lời chào khán giả để bắt đầu chương trình. Anh hôm nay là trong cái tuần lễ trang tình yêu Valentine. Dạ. Ngày hôm qua là Valentine. Vâng. Chúng ta coi như là cả. Vậy anh. Tình yêu. Dạ. Nếu vậy thì bác cho cháu hỏi thăm hơi vô duyên chút xíu là hôm qua thì bác có tặng quà gì cho bác gái không ạ? Tôi thì tôi mới tặng quà nhưng mà con cháu nó lại nó mang bánh rất là chụp hình dù nhất ít nhất là tuần trước đó một bữa hôm thứ hai mình có nói về phụ nữ Việt Nam thì cũng coi như là một cái hình thức đúng không ạ, có một chút gì đó để mà vinh danh phụ nữ Việt Nam trong đó có bác gái. Và thành ra đấy mới là cái phụ nữ Việt Nam là nhân hậu đảm đang. Dạ vâng, thân là trung hậu đảm đang. Dạ, trung hậu và đảm đang. Và cái vai trò của cái lời phụ nữ Việt Nam nói chung có thể rằng thì là có thể cái người phụ nữ Việt Nam nó trải qua nó 4.000 năm văn hiến thật, nó có một cái văn minh chịu đựng một cái văn minh mà nó có cái tách rời ra chứ nó không phải rằng chỉ là hoàn toàn ảnh hưởng của cái văn minh của Trung Quốc. Tôi cho rằng chỉ là cái văn minh của Việt Nam nó là ngoài cái câu chuyện mà Việt Nam nó có cái giải thưởng của Hồ Chí Minh là phụ nữ là trung hậu đảm đang về Việt Nam. Thì trong dân gian thì mình cũng thấy mình không vừa rồi mình nhắc lại ông Trần Tế Sương, ông Tú Sương. Dạ. Tức là một người ý cháu nói là một hình thức là không có phải nói là vinh danh vợ mà rõ ràng cái bài thơ đó là ghi nhận thú nhận cái sự thật là một hình thức là đúng không ạ, vinh danh phụ nữ Việt Nam luôn. Và vinh danh là đầu tắt mặt tối mua quanh năm buôn bán ở ven sông nuôi đủ 5 con với một chồng. Thành ra cái thời đó cái ông chồng mà coi như là một trong những người mà có chữ nghĩa để mà đi theo đuổi cái con đường danh vọng. Nếu mà con đường tiến cử đó nó thành công thì sẽ ra làm quan, còn nếu không thành công thì nó có cái nó gọi là có cái nhẽ xuất sử. Nếu mà xuất thì đi ra làm quan, mà sử thì đi về dạy học. Vâng. Mà ông này ông lại tự thú là chỉ có một đứa học trò thôi. Đúng rồi, cái gì đó một người đường vui gì đó. Thành ra khi mà ông ấy nhìn thấy cái sự nghiệp, cái văn hóa nó gặp tới lúc nó suy đồi, không ạ? Bây giờ là gọi là ăn lương mà vợ cái chữ nó gọi là ăn lương hàm chính thất. Mà đời xưa thì tức là trước cả đời cái cuộc chiến tranh Việt Pháp, trước cả cái cuộc chiến tranh Việt Pháp đó, cái hình ảnh của người đàn bà Việt Nam nó vẫn là một trong những cái hình ảnh của cái người chịu đựng. Và người ta nói thì là nói thì là cái người đàn bà Việt Nam thì thực ra đây mới là cái thành lưỡi cái thành lưỡi của xã hội, cái thành lưỡi của xã hội và cái người đàn bà Việt Nam người đàn bà Việt Nam nuôi một anh chồng nuôi một anh chồng dài lưng tốn vải ăn no lại nằm
mà lại ngang nữa bác, tức là ý nó ra làm ít nhất ra làm thùng phán thì cũng có tiền lương tháng nuôi nuôi con nhưng mà không chịu, đúng không? Cũng là xí là vì cái gì đó mà không chịu đi làm. Bác cái là nhưng mà thầy giáo nói cái đó tức là cái giai đoạn giao thời, cái giai đoạn giao thời thì nhiều người có sĩ khí, có liêm sĩ thì không ra làm việc với cái chế độ bảo hộ, chế độ của người Pháp. Đó là thường là cái xung tốc độ, đó là cái nguyên tắc như đó, như là chiếu lệnh không ngồi, đó là có cái nguyên tắc của gọi là chính phu. Vâng, thành ra cái nguyên tắc của kẻ sĩ thì nó rất là rõ đẹp ảo, nó nói rằng thì là cái người quân tử thì cái chiếu lệnh không ngồi. Mà đã nói là Pháp là thực dân Pháp là đô hộ nước mình thì nhất quán không có thể nào mà lắng lương Pháp được, đúng không ạ? Vâng. Ít nhất là theo tôi nhìn là như vậy, cái đó là cái nguyên tắc. Vâng, cho anh thành ra cái đó mình đã thấy thì là rằng nó có cái vai trò của cái ông của cái ông Đồ Triệu, của ông Nam, của cái ông nào cái vai trò của cái ông Đồ Triệu mà coi như là đấy là cái sĩ khí của cái người của người bình dân Việt Nam, của cái người nhân dân Việt Nam. Ông vì cái vận nước suy vi mà ông không chịu ra làm quan, ông mới về dạy học mà cũng lại là vào cái thời chuyển đổi, cho nên ế học chỉ có một thằng học trò để mà sai vặt thì tất nhiên là để mà sống được thì là vợ nuôi, thành ra ăn lương hàm chính thức, tức là ăn lương hàm đó là cái chữ mà hàm đó tức là chữ mà nó không phải là theo trí thống mà tức là cái xã hội hay là cái xã hội nó ban cho cái xã hội nhờ. Thành ra hàm chính thức là ăn lương của cái người vợ chính thức, chứ không phải là không phải là vợ lẽ, vợ cả, vợ nọ, con kia gì cả. Cái người sĩ phu người ta vẫn một lòng trung thủy, chính vì vậy kính trọng người vợ của mình, hiểu cái công lao của người vợ của mình, cho nên cái xã hội của mình nó bền vững, nó bền vững là bởi vì cái sự chịu đựng của cái người đàn bà Việt Nam, trong đó họ có cái lòng kính trọng người chồng đấy, cái kính trọng này người chồng tức là cái người phụ nữ có gia giám bằng không chỉ lấy là cái xã hội trước đây chứ còn gì là chứ không phải là bắt chồng mày cũng phải đi làm mang tiền về, còn không là sẽ ly dị, sẽ chửi bới, sẽ giết móc người kia, đúng không? Không, thành ra là bây giờ mà đi vào một cái xã hội đổi mới thì nó thực dụng cho có một cái câu hỏi hơi là nó quá thực tế và nó quá cũ phàng, nó quá cũ phàng và cả một cái xã hội nó bị rung chuyển từ trong gốc rễ. Thành ra mình thấy rằng thì là với những các cái sau cái cuộc đô hộ của người Pháp 100 năm thì coi như là một cái xã hội nó bị băng hoại và nó tới lúc mà 9 năm của người Mỹ đi vào Việt Nam, 8 năm của người Mỹ đi vào Việt Nam thì cái xã hội nó coi như là nó không còn một cái nề nếp nào nữa. Tôi còn nhớ rằng thì là cái hồi đó người chồng thì đi lính, đi quân dịch, thấp thì đi quân dịch, và người chồng thì đi sĩ quan, và cái lương của một cái người sĩ quan
nếu mà gọi là đi quân dịch, đi Thủ Đức đó à, thì chỉ có 2.001 một năm à. Còn nếu mà đi à, đi vào quân trường và theo cái nghiệp quân đội đó à, tức là vào trường sĩ quan à, sĩ quan Đà Lạt cái gì đó à, thì à, cái lúc ấy, bây giờ thì cái lương à, nó lớn hơn, cái lương nó lớn hơn à, do cái lương đó mà mình mới à, thấy được thì là cái điều kiện xã hội mà lúc bây giờ nó còn nghèo nàn lắm, và nó mới đưa đẩy cái con người ta dễ biến chất. Tôi cái thời mà tôi lớn lên mà ở Sài Gòn mấy ngày về đó thì tôi thấy thì thành là đi làm các con gái đi vào bán snack bar, tất cả những cái căn cứ của người Mỹ à, à, ở trong Tân Sơn Nhất, ở trong Bình Thủy cái hồi đó là xa à, hay là những các cái nơi đèo heo hút gió, thì cái người đàn bà Việt Nam à, cũng là đi tới để mở à, à, lại có những người tuyển mộ để mở mấy cái bar, rồi tuyển mộ mấy cái cô gái à, kể cả những cái cô gái đồng quê hiền lành của đồng bằng sông Cửu Long, và kể cả những người vợ lý à, đói bây giờ cũng biết làm thế nào. Thành ra cái vấn đề mà à, khi mà nó dùng cái tiền tài mà nó cai trị thì nó đẩy người ta vào cái chỗ bán chôn nuôi miệng. À. À, tôi còn nhớ là thì là cái hồi đó mà tôi đi theo một cái nhà thầu đi xuống dưới Cần Thơ để làm một cái chuyện là giao cát đá à, cho cái phi trường Bình Thủy, tức là ngay ở thành phố đó, còn một à, giao cát đá của cái phi trường Trà Nóc, tức là xa cái thành phố đó là cuối của cái Cần Thơ đó. Thì và tất nhiên là khi mà cái nhà thầu nó giao cái nó trúng những các cái mục thầu đó thì nó khỏe phớn lắm, nó có nhiều tiền lắm. Và mà tôi nhớ rằng thì là bây giờ giao cát đá giao gì đó thì là cái hồi đó tôi coi như là tôi đại diện, tôi làm thông dịch cho cái nhà thầu đó. Đó thì thuê một cái khách sạn, nó gọi là khách sạn Tây Đô, nó 4 tầng lầu à, 4 tầng lầu à, mỗi một tầng lầu nó vuông thế này à, ở giữa thì là nó là ở giữa nó là một cái ánh sáng nó đi lên coi như là thì là nó gọi là cái nguồn ánh sáng đó à. 4 tầng lầu, mỗi một tầng lầu à, vuông vắc thì mỗi một về của nó là có 4 phòng à, thành ra mỗi một tầng lầu là có 16 phòng, lầu gì cũng 16 phòng à. Còn lầu 3 đó à, thì lúc bây giờ nó là cái sân thượng terrace à, thì à, à, có nhớ là chỉ là ở trên cái sân thượng đó thì nó có cầu thang đi lên à, cái sân thượng đó terrace à, thì lúc bây giờ cái người chủ khách sạn nó cũng làm 3 cái phòng ở trên à, tức là nó không còn là 16 phòng như ở dưới nữa, mà trên này đó thì là 3 cái phòng. Thì à, tôi theo cái nhà thầu đó thì là đi thầu đó thì là thuê 3 cái phòng ở trên terrace rồi đó, cái gọi là penthouse, mấy cái nhà trên tầng cao nhất là mắc à, tiền à, à, không rẻ tiền nữa okay. À, vâng. À, nó gần nóc mà à, oh, yeah. Ngày xưa là tất cả những các cái ở trên nóc à, yeah. Ở trên nóc đấy là để cho con ở người làm cái nước ở trên đó chịu nắng nhẹ nhàng mà à, còn bên Mỹ thì khác, giống như ở New York rồi này kia đó bác à. Mấy cái building mấy trăm tầng mấy chục tầng á à, là cái tầng trên cùng nó là penthouse vâng à, cái tầng trên cùng nó mắc nhất vâng, nhiều khi là dân tỷ phú nó mướn nguyên cái khu đó hay là mướn cái phòng trên đó là rất là mắc.
Vâng, và tôi còn nhớ là cái tầng đó nhiều khi nó lại nó quay vòng vòng để mà cái nhìn cho bốn phía của thành phố, đúng không ạ? Nhưng mà ý bác nói đây là cái Việt Nam mình chưa có hiện đại như vậy, thành ra đây là vâng, cái tầng trên cùng nó lại máy tôn nó lại nóng nữa. Không, nó không phải, tức là nó là cái sân thượng. Dạ vâng. Sân thượng thì là nó không còn tức là làm êm đó. Nó không còn không sân thượng mà nó đã làm sẵn như vậy rồi. Và cái sân thượng thì là thì khi mà tôi đề cập đến cái sân thượng thì tôi nhớ là có những cái cảnh mà mình thấy đau lòng, tức là mấy anh tài xế mà nó lái xe đi giao cát đá cái gì đó, rất là buổi chiều nó đi về, nó về ở trên đó nó tắm rửa rồi thì là mấy cô gái nhỏ đó đi ra coi như để cho nó thành lạc, và mấy nhỏ đó thì tôi nhìn nó nhỏ mà nó là những cô gái miền Tây vợ lính trẻ, có thể là chồng chết rồi, cũng có thể là chồng đi xa, và với cái số lương chết đói đó làm sao mà gửi về cho vợ được. Thành ra mấy cái cô này đó cái hồi đó nó có một cái chữ mà mình nghe đến cái tội nghiệp riêng. Tôi là cái thằng mà cũng lý tưởng và tôi không để ý chuyện đó, nhưng mà mấy con nhỏ mà nó kiếm ăn thành nó rơi vào cái vòng đó thì nó nói kìa, anh đi em đi đó. Tức là anh làm tình mấy em đi cho em có tiền. Thành ra nhiều khi mình nghe những cái đó mình rớt nước mắt, cho anh đấy là cái hình ảnh của cái xã hội mình khi mà nó băng hoại, khi mà người Mỹ tiến tới Việt Nam. Tôi còn nhớ là kỳ nào khi người Mỹ đi vào đổ bộ ở ngoài Đà Nẵng đó, năm 64 thì phải, tức là người Mỹ bắt đầu chính thức mang quân để mà thay thế người Pháp đó. Thì người Pháp thì người ta thua ở trận Điện Biên Phủ tháng 5 năm 1945, thì tháng 7 hay cái gì tháng 6 thì đó là người Mỹ bắt đầu đi vào đổ bộ vào Đà Nẵng, và là gọi là đổ bộ là bởi vì khi họ vào không có phép của ai cả. Họ vào là Việt Nam không có mời, không có những ngoài là nhân dân và họ không cần biết nhân dân là ai, là mình mới thấy thì là đây nó là một lực lượng xâm lăng, nó còn hơn cả quân đội Nga mà đi vào Ukraine đó. Sau này thì Mỹ họ không có dùng từ xâm lăng nữa mà họ hay dùng từ occupy, đúng không ạ? Tức là nó đến nó chiếm, nó đóng quân, nó cứ đóng ở đó thôi. Vâng. Nó không thèm xâm chiếm, tại vì nó cứ đóng khi nào nó không thích nó rút đi. Vâng. Dạ. Occupy. Dạ. Vâng. Anh thành ra là anh nói với cái occupy thì tôi có một cái người mà cũng gọi là đàn anh, ông ấy cũng là nhà quân Pháp, nhưng mà ông ấy coi gọi là quân sản, tức là tài sản của quân đội. Ông ấy hình như là tên là ông Lợi quen với ông anh rồi đó hả. Thì ông ấy nói thì là người Mỹ nó vào thì tất nhiên là không có phép gì cả. Cái hồi đó ngoài Đà Nẵng ta biết là cái nơi đó, cái đất nó đi vào và nó đóng quân ở đâu, xong nó vẽ cái bản đồ và nó bảo mình làm cái hợp đồng hợp pháp cho nó thuê những các cái khu lớn như thế này, doanh trại như thế này với một đồng danh dự thuê, cái quan điểm nó không thành là chiếm đóng nhưng mà cho thuê với một đồng danh dự. Dạ vâng thưa bác, để cho phép cháu nói leo qua nói tiếp thêm cái chuyện mà thân phận người phụ nữ, đúng không ạ?
thì vô tình đó bác, tức là cháu cũng gần 60 rồi, mà hôm qua là ngày Valentine, hình như cháu thương với bác là cháu mấy bữa nay cháu rạch rạch, cháu hay bật mấy cái clip YouTube về Phật Pháp, về kiếp nhân sinh, về này nọ đó. Thì hôm qua cái ngày Valentine thì cháu lại nghe được một cái có lần người ta đọc một cuốn sách của một Nico, một gọi là dùng từ là thiền sư luôn, Nhật Bản, mà qua đời năm hình như 78 năm qua đời, tức là mà bây giờ cháu gần 60 thì cháu mới biết. Cháu nghe xong thì cháu cũng quên mất tên là Sami hay là cái gì đó, cháu không nhớ rõ tên ba, đó là đọc ba từ mà cháu nhớ mình bán có Sami gì đó. Thì thưa bác, nếu mà nói về là cháu tâm đắc của tu sư thì hôm qua cháu nghe xong thì cái thân phận cái thiền sư này đó, thì khi mà nghe hết cái cuốn sách gọi là tự sự đó bác, thì cháu cảm thấy là cháu có rất nhiều điểm tương đồng với cái vị này là như vậy thưa bác. Tức là cái vị này lúc mà cụ mất để coi hồi đó là nghĩa là sinh năm chắc khoảng 1895 hay sao, mà nếu mà mất 1978 thì cũng phải là 80 mấy tuổi không anh. Mà cháu vắn tắt lại là như vậy, tức là bà kể lại á, tức là khi mà bây giờ cái phần kết á, thì người ta nói cái vị Nico này là gần như là được nhập được và là người bác, tức là được cùng chúng và được những học giả, được những thiền sư là công nhận là một trong những thiền sư là tầm cỡ hay là xuất sắc hay là được kính lệ nhất trong lịch sử Nhật, một trong vài vị thời cận đại đó, chứ không phải tổ sư như Đạo Nguyên hay là gì. Nhưng mà tức là trong lúc bà chết đi các bác, đến năm mà 80 mấy tuổi là chỉ có không hề thuyết pháp, không hề rao giảng giống như bà vô thượng sư hay là không có làm hết, mà bà chỉ xin là làm cái chân lao công, đi theo cái ông sư phụ đó để mà nấu ăn quét dọn trong chùa thôi. Và khi mà cái vị thiền sư thuyết pháp á, thì bà giống như mặc áo cũng kỹ rất nét, còn có cái ba lô đi theo sau vậy thôi. Nhưng mà cuộc đời bà nó rất là thú vị thưa bác, tức là cái mà cháu muốn nhắc đến thân phận phụ nữ là như vậy. Tức là khi mà đầu chuyện á, thì bà có kể bà nói là bà là một con gái của một gia đình nông dân Nhật, cách thành phố Hokkaido bây giờ là nổi tiếng khắp thế giới rồi đúng không? Khi nói Hokkaido là nghĩ đến một cái thành phố hiện đại văn minh mà không nhập cao và những kia hết. Nhưng mà cái thời của cái bà khi mà cái vị này mà sinh ra đó, thì bà nói là cái khu đó là hồi xưa người ta nó có rừng có gỗ, và người ta đến đó người ta gọi là thu hoạch gỗ đúng không ạ, đốn gỗ. Mà khi mà đốn gỗ xong thì không còn gì nữa, thì những cái người mà gọi là gì đó mà lái gỗ đó họ bỏ đi, thì cái khu này nó chỉ còn là đồi trồng. Và khi mà mưa xuống thì nước mưa nó cuốn trôi hết phù sa đi rồi, tức là đất đai nó cằn cỗi, và một năm chỉ có vài tháng có thể trồng được ba cái thứ bệnh vạ gì ăn qua ngày thôi. Nói chung là vào cái thời của bà là trong thời mà trước đại diện thế chiến, trong thời đó thì là cái xứ phiền ho cò gáy giống như miền Trung mình vậy đó, còn anh có nghĩa là không những là nông dân mà gia đình rất là nghèo. Mà bà thì lúc đó là bà nói như vậy, ý là cái thời của bà đó là con gái được dạy là con gái chỉ có cái chứng chinh thôi đúng không, thành ra phải bảo vệ tối đa, tại vì để mà thằng đàn ông phương nạn mà nó dụ dỗ mình á, mà mình thất tiếp với nó rồi á đúng không, là ma chê quỷ hờn, là cả làng cả nước người ta ruồng bỏ, đâu ai thèm cưới mình nữa đúng không anh. Tức là khi mà phần cái văn minh này đó đó đúng không anh, cái truyền thống cái xã hội nó cái khuôn phép nó là như vậy, ý mà nói là xã hội nó dạy như vậy, có nghĩa là phụ nữ phải giữ mình, tức là mày hay bà dạy bà là phải giữ mình, tại vì con gái mình chỉ có cái ngàn vàng đó thôi, mà khi mà mình thất tiết rồi đúng không, thì coi như là không ai thèm nhìn mặt mình không còn giá trị nữa. Mà cái thời của bà cũng như vậy, giống như trong nói thời xưa đó bác, là phụ nữ là không có được quyền hành gì hết, không có tiếng nói đúng không, cũng không được quyền
là đi ra đường một mình hay là thừa hưởng hay là được điều hành hay được làm chủ sở hữu gì hết. Có nghĩa là phải cưới chồng. Mà bây giờ mình thức nước rồi thì coi như là không thằng nào lấy mình nữa. Thì bà là một gia đình nông dân, nhưng mà bà nói khi mà bà còn trẻ đó thì bà cũng thuộc lại rất là hấp tiếng đó. Nói chung cháu nghĩ là cháu cảm thấy có thể nói bà là thích nét của người lấy, cảm thấy tương đồng với bà là cái điều đó. Tức là mình ngã mạng đó bác, tức là tự cao, tự đại, thấy sao trong làng này nó ngu quá. Thế rồi nói là ngay lúc đó bà đã tính với bà cũng không chấp nhận cái lối suy nghĩ đó. Ý bà nói tại sao mà bây giờ bà nói như vậy nè, tức là xã hội khuyên phụ nữ phải để ý đàn ông, tức là đàn ông nó chỉ nhâm chăm nó tìm cách và là nó cướp đi cái ngàn vàng của mình thôi. Nhưng mà nếu mà tại sao mà khi mà cưới nó thành chồng thì lại coi nó là một người là mình phải sùng bái, mình phải tôn thờ. Đó thì nó gặp bạn ấy, nó là cái sự bất công, đúng không bác? Tại sao trong xã hội mà bây giờ cứ suốt ngày đó là phụ nữ phải hư dính cái đó. Ủa nếu mày tại sao quý thằng đàn ông suốt ngày mà đi tìm cách để mà cướp cái đó của người ta, đúng không? Rồi khi mà phụ nữ mà coi như nó thất tiết rồi là coi như là thứ vứt đi, là rác rưởi, là thành ra ngay từ nhỏ bà đã cảm thấy cái đó là cái sự bất công. Mà bà là gia đình nông dân nói chung, nhưng mà cha mẹ lại dành dụng hết ấy để gọi bà lên tổ cô đi học, đúng không? Hay là cái thành phố lớn thì bà học đại học văn khoa của Tokyo hay đâu đàng này. Mà bà kể là cái lúc trong lúc mà học đại học thì có một cái thằng cu kia đi đeo đuổi bà, gọi là rất là mê đắm bà. Tức là ý là cuốn sách người ta đọc lại, nhưng mà đại khái cuốn sách mà biết thật sự, đúng không? Thì ý bà nói lúc đó bà chẳng có quan tâm, bà cũng chẳng thích thằng này. Tức là bà biết là nó mê mình, nó săn đón, nó đeo đuổi bà, nhưng mà bà coi như pha, đúng không? Tại vì con người bà là coi như là giống như đầu óc, đúng không? Nó có suy nghĩ rồi có những cái ý tưởng tìm tòi này kia đó, nó muốn bởi vì sau này bà mới trở thành thiền sư, đúng không? Thì lúc đó nhưng mà bà nói, nhưng mà có một lúc nào đó thì mặc dù bà là không yêu nó, nhưng mà có một lúc nào đó thì một lần nào đó đi ho đi hay đi đâu á thì bà lại không có giữ mình, thì bà lại ngủ với nó, đó hiểu không? Rồi cuối cùng thì mà bà không yêu nó, thành ra bà cũng không cho nó biết. Thì vài tháng sau thì bà mang thai, bà biết bà có thai. Thì bà như vậy thì cuối cùng sao là bà bỏ về quê luôn. Thì ý trong nói đây là mình tưởng tượng giống như cùng tương tương về phần mặt. Một cái người thời của bà đó là cái thời mà trong đó là đúng ý, bà là quê nhà bà là cái xứ nghèo, nhà bà là nhà nông dân, đúng không? Mà bà biết cái thời xa xưa là nó chia giai cấp kinh khủng lắm. Mà bà đang là ở được học một cái đại học danh giá rồi, mà bây giờ phải trở về quê tiếp tục làm ruộng tết. Thế mà giống như mẹ bà, bác nhớ đầu câu chuyện bà đã nói là bà mẹ bà hồi nhỏ đã dạy dỗ và lúc mà đi học đó, từ điểm tiểu học cho đến trung học đó, là Nhật đó, là người ta bắt con gái phải đi chung với nhau, đi ba người để mà dọn canh chừng nhau, đúng không? Tổ tam tam đó, đại khái những tổ tam đó. Thì cuối cùng nhưng mà bà nói khi mà bà bỏ về như vậy thì cha mà bà cũng không nói gì hết, cũng chẳng ai chịu mắng giết than khóc. Ba của bà cũng chỉ âm thầm như vậy thôi. Chỉ có một lúc mà bà nói là bà sắp sanh á, nói chung là bà kể cái hồi gì, tức là đây nó liên quan đến triết học là như vậy. Ý bà nói cái hồi mà bà chưa lên đại học đó bác, thì có một lần tự nhiên là bà nó gọi là gì, có cái tức là thấy được những cái hình ảnh, đúng không? Tức là tâm linh á, thấy được những cái cõi này cõi kia, những cái hình ảnh mà có cái khác, cảnh giới khác á. Tức là hồi trước khi bà đi học á, thì khi mà bà mang bầu đi về âm thầm như vậy á, thì nói chung là coi như bà thất chí rồi, đúng không? Tức là về là chỉ chờ ba mẹ mình chửi bới hay là treo cổ hay là đuổi đi, mà không ai chửi bới gì hết. Thì bà nói cái mỗi ngày bà kiếm cái góc nào đó ở đồng bà làm thôi. Thì chỉ có một lần tự nhiên ba của bà là la lên một tiếng, cho bà chạy lại thì thấy cũng đang chỉ con kiến, trong sách nó gọi là kiến cắn chóc hay là con gì. Thì ông nhìn bà, ông nói là con nhìn con kiến này nó cứ leo lên cái cành lú đó bác, leo lên trên thì nó lại rớt xuống, rồi rớt xuống nó lại leo lên, rồi leo lên lên đầu nó lại rớt, thì nó cứ leo lên rớt xuống lại. Thì ông chỉ ngồi ông nói với con, thì bà nói bà ngộ, bà hiểu cái ý không? Thấy được không?
ý bà nói là ổng chưa bao giờ chửi bà, đúng không bác? Nhưng mà bà nói về là ý bà nói là tại sao bà lại bỏ cuộc. Thì cuối cùng thì bà lại gửi con cho là trước, tức là bà thì lúc đó thằng mà có làm cho bà mang thai á, nó mới tìm về quê bà. Thì hóa ra thằng này là một con của một đại gia, đúng không? Thì cuối cùng thì ba má bà cũng cho cưới, làm đám cưới đồ đàng hoàng, thì có thêm đứa con nữa. Để nó quay cháu kể dài dòng như vậy để nói được, nhưng mà sau này đó bác, khi mà bà có hai đứa con rồi thì bà lại quyết định bà muốn đi học đạo, muốn đi tu thiền. Có nghĩa là cả cuộc đời á, là nếu mà nói ra như vậy là bà tức là khi mà anh chồng này về mà là tổ chức đám cưới đàng hoàng rồi, họ có thêm đứa con rồi, thì cuối cùng gây lộn với ba của bà, thành ra anh này mới coi như mới bỏ về bên kia. Thì cuối cùng thì mới phải chia con rồi mà thì coi như ba của bà nói thôi bây giờ làm sao một mình con nuôi hai đứa con được, mà bà ngoại thì không có thể coi một hai đứa được, thì phải giao một đứa cho thằng chồng. Rồi cuối cùng khi mà giao con rồi thì vài tháng sau thì bà lại cho con về bà đi học nữa. Nhưng mà trong lúc đi học học kia thì bà biết rồi, tức là cái thời bà mà vừa đi làm vừa đi học có đứa con thơ nữa, thì bà biết không, tức là coi như chịu không nổi, kha không nổi, cuối cùng bị bệnh rồi này kia. Thì chủ nhà người ta thấy bà này coi như là không có giữ con được, thì bên chồng nó biết được, nó đến nó bắt con đi. Thì lúc đó bà mới tức chí rồi mới nhảy sông tự tử, rồi mới bị đưa vào nhà thương điên. Nhưng ý cho nó khi mà qua những cái cảnh đời như vậy là nó thấy cùng cực như vậy rồi á, thì cuối cùng khi mà bà ông già bà đến mà cứu bà ra khỏi những cái trại tâm thần đó bác, thì cuối cùng thì bà về nhà ở được thời gian thì lại gửi kêu mẹ nuôi con cho con đi, tức là bà có đứa con rồi bác, để bà đi tầm sư học đạo. Thì cuối cùng bà đi gặp cái ông thầy này, thì ông bắt bà gọi là đi làm người vợ cho vợ ông 4-5 năm trời. Mà cái bà vợ này coi bà như con mồi, suốt ngày chửi ngu dốt, tức là rồi cuối cùng luôn nguyên nồi khoai lên nóng, và tự nhiên cái thấy cầm cái củ khoai nóng đút vô miệng bả là ra vẻ là thấy tội nghiệp, mày đói quá cho mày ăn, nhưng mà cái kiểu mà khoai đang nhét vô miệng bả như vậy, ý bà nói là 4-5 năm trời như vậy á, mà bả cuối cùng bả chịu không nổi. Cái ngày hôm đó thì tự ra bả chết, bả mới xin phép ông thầy, đây là ông thầy nói gọi là thần đạo, tức là mình nhập các bác, tức là thời xa xưa đúng không, còn có thần đạo trước khi có đạo Phật, thì cái ông này là ông thiền sư của thần đạo. Thì khi mà bà mặc dù bà tức lắm, bà nói là tại sao ông này, đến lúc đó bà nói là bà thấy cha này không phải là thầy, không phải là thiền sư, không phải là coi như là, tại vì như vậy là bác, tức là khi mà bà viết thư lên cho ông này á, bà nói là bữa đó là thứ nhất là bà đã thấy được những người âm rồi, tức là giả dụ có người này đến nhắm bà như vậy thì bà qua hàng xóm bà nói là ứng y như vậy, hiểu không? Tức là ở nhà bà đã thấy được làm những cái chuyện đó rồi, thì bà mới viết thư cho ông thầy này. Thì một hôm á thì ông thầy nói ok lên đây đi, rồi ông mới nhận cho lên học theo ông học, thì bắt làm đầy tớ cho bà vợ 4-5 năm trời. Thì cuối cùng cái ngày hôm đó thì bà ức quá, bà ấy nghĩ là thằng này thằng biệt, đúng không? Tại vì thật sự chẳng có dạy dỗ gì cho bà, mặc dù là có giường có đệ tử, đúng không, cũng cấp giấy chứng nhận cho biết bao nhiêu đệ tử rồi, còn bà là suốt ngày đi làm con hầu cho cái bà vợ mà thuộc lại khùng điên, mà như là ép bức người khác đó bác, vô lối lắm, cũng như là vợ ông Socrates sẽ đại khái như vậy. Thì mà bà lén lén bà hỏi gì ông không trả lời, mà đi học ló mấy đứa đệ tử cũng chẳng đứa nào giúp gì hết. Thì bữa đó thấy nhà báo là ba của bà sắp chết, thì bà mới giống như sẵn cỡ nó xin về luôn, mà ra các vẻ chí nó là thôi tao bỏ đi chứ còn mày chẳng có dạy ta. Thì đến lúc đó thì ông thầy ông mới thử, thì ông thử xong thì ông cấp cho bà cái giấy phép luôn, là coi như nó gọi là gì mà cô đồng. Mà bà mà cái sách đó nó giải thích đó là cái thần, cái đạo thần gì bác trong mới nói gì, cái thần đạo, dạ thần đạo của Nhật đó, nó có gọi là cái ở ngoài công cộng, đúng không, thì nó cũng có chùa truyền, nó cũng có
những cái buổi lễ lên đồng đúng không ạ? Cũng có người, những người làm chuyên nghề lên đồng là những người đó có ăn lương đàng hoàng, cũng có này đó. Nhưng mà cái nó gọi là biến truyền á, thì chỉ có những cái người mà thật sự gọi là những cái thiền sư hoặc là những ông thầy mà đúng là thành cấp mới gọi là qua được những các cái trần tục. Dạ đó, là được được công nhận là trùng rồi đó. Thì ông này đến lúc đó thì ông mới nói là nói chung sau này cái sách thì coi như bả với sách nó giải thích đó, là ông là biết là bả đã có cái căn cơ, tức là khi mà bả chạy như vậy là ông biết là bả cái người đúng không, có cái căn cơ có thể liên lạc được với con âm rồi, mà bả có cái là ngã mạnh quá. Tức là thánh chí còn gọi là còn kêu căng, còn ngán mạn, còn suy nghĩ đúng không ạ, còn thích duy lý, còn thích gọi là biện chứng các bác đúng không ạ. Thì cái mà muốn làm cô đồng á là nó nói là mình phải thụ động, để sao, tức là người mình nó chỉ là cái medium phẩm ạ, tức là mình chỉ là cái phương tiện để cho những cái vị thần người ta nhập vô thôi. Mà bả khi mà được cấp cái này á, có nghĩa là trong cái thần đạo đó, những cái người này là những cái người rất là đặc biệt. Tức là cho phép nãy giờ cháu sẵn cho kể lan man, cháu tóm tắt cái chuyện này luôn. Tức là nó kể lan một cái là như vậy là bác, tức là lịch sử của con Nhật á. Có một lần có một cái ông thời rất là sứ quân này mua gì của Nhật á, chuẩn bị khởi binh. Thì cái thời xa xưa vẫn là thần đạo chưa có đạo Phật, thì mới mời cô đồng này lên. Giống như Hy Lạp cũng có cái đó không anh, thì mời cái cô đồng này lên để học ý. Thì cái cô đồng này á cũng nói là phải đi đánh về hướng tây thì mới có cơ đồ, mới phát triển cơ đồ được. Thì cái thằng cha vua thì chắc ký mày có khùng không, tây là biển mà bác, Nhật á cái phía chả phía tây là biển, biển thì mênh mông, đi đâu đi tự tử à, chém ra lệnh chém đầu cô đồng. Cô đồng rồi phát binh phía đánh phía đông, tức là theo cái kế hoạch ban đầu của cha, thì mới mang giáp lên cái hộc máu chết. Thì cái binh sĩ với người dân người ta sợ quá, người ta tin cái người cô đồng đúng không, người ta nói vậy là thằng cha này ta bị chém cái cô đồng, tức là trái ý thần linh. Bây giờ không biết là miền Tây có cái khỉ gì thì cũng phải đóng thuyền đóng bè đi dông ra miền Tây. Thì cuối cùng họ chiếm được thôn tính được Đại Hàn đó bác. Là lúc đó Nhật mới trở thành mà coi như là cường quốc, mới bắt đầu có được cái gọi là nick chư hầu đúng không ạ. Mà họ thôn tính được Đại Hàn mấy trăm năm cho đến sau thì cái thần đạo nó mới phát triển, và lúc đó cô đồng, cái người cô đồng mới được trân trọng từ đó. Thì ý nói là cái bà này đó bác, cháu nói dài dòng để biết là cái vai trò của bà đó, cái thời điểm đó khi mà bà được ông pháp sư này chứng nhận rồi đó, thì bả về làng của bả để mà bả tưởng là ba của bả qua đời đúng không bác. Thì bả về thì gia đình không có đồng ý, tại vì cũng nghĩ là bả cũng là thứ giống như hoài linh mê tín gì ra đúng không, đồng bóng rồi bả đặt lên đồng để bịp bợm lừa người này lừa người kia thôi. Thì bả mới ra một cái đầu làng, bả dựng một cái chòi để bả giúp người này người kia. Thì mà bả có thực tại thì mà thì gọi là cái là người ta đồn qua đồn lại thì từ từ là bắt đầu rất là người bả có rất là nhiều tắc bách. Rồi lúc đó bả lại nghĩ đến cái chuyện là ồ bây giờ là bả muốn nghĩ ra một cái chuyện sao để mà giúp người giúp ta đó bác. Bả mới nghĩ ra cái chuyện phải kiếm một cái cớ gì đó để quy tụ quần chúng lại để tập ý. Bả nói là cái thời đó bả còn lại bây giờ người Việt mình hay là ca ngợi người Nhật lắm đúng không ạ. Còn bả kể trong cuốn sách, bả kể là như vậy nè, bả nói bả rất là chán chường dân tộc, tức là người làng của bả là như vậy. Khi mà có lễ lạc á thì đến gặp nhau ai cũng cười nói ồ áo chị đẹp quá, con chị ngoan quá, nhưng mà về nhà một cái là bắt đầu lôi đâu ra chửi, nói thằng đó keo kiệt nấu ăn như vậy, thằng đó chọc phú mặt như con khỉ đó, có nghĩa là tức là họ cũng không khác gì người Việt mình. Thì ý bạn nói là thời đó là dân làng rất là nghèo mà lại không có đoàn kết với nhau, thành ra đời này qua đời kia nó cứ nghèo hoài đó bác. Thì nói chung là để ngắn gọn lại thì bà mới nghĩ được cái chuyện á là bà kêu gọi xây chùa để mà gọi là gì bác, xây chùa Phật Bà Quan Âm. À, thì
và hú là một tiếng thì bắt đầu là ba tấn mới, tại vì đâu ai có chuyện gì làm với người ta nghĩ là cũng muốn tạo phước đó bác, thì hùa nhau lại là trong vòng có vài năm là xây được cái chùa rất lớn. Mà bây giờ cái sách nó nói là bây giờ cái chùa đó bây giờ là một cái địa danh của Nhật Bản mà hàng năm ai cũng phải đến nó viếng đó bác. Thì xây được cái chùa Quan Âm ở Hokkaido xong á thì sẵn bảo lại kêu xây những cái miếu của thần nào đó bác. Nói chung là vào cái thời điểm đó thì là bả nổi như cồn ấy chứ, tức là khi đó thì bắt đầu bả bắt đầu đi thuyết pháp rồi bả vận động bả làm được trò. Thì con trai của bả nó tiếp tục nó lên án bả, nó kêu bả là lừa đi, bả là thứ trộm hoang rồi nó bắt lừa đi. Cháu nói như vậy để biết ít nhất cái thời điểm đó đó hình như là bả khoảng 30-40 gì đó là bả, nếu mà bả muốn làm giàu nó bắt bây giờ tức là bả hú là một tiếng là người ta đã quy tụ lại gom tiền cúng dường để xây chùa rồi. Nhưng mà bả xây xong cái đó thì chuyện bả lại tiếp tục bả, mà bả cũng không phải là bình thường đâu, là như vậy là bả mà có được cái khả năng đó là bả nói là cái thời của bả già dục mười mấy tuổi đó bác, bả từng bả tìm tòi là bả theo cái truyền thống của thần đạo đó là mùa đông tháng ăn ở nước Nhật cái xứ bả đó bác, nước nó lạnh dưới 0 độ, nó gần đóng băng rồi, mà sáng bà cứ phải là tẩy trần, tức là cái múc nước đổ lên người tắm để mà tẩy trần. Mà khi mà bà tẩy trần mà vẫn chưa đạt được cái kết quả bà mong muốn là một ngày bà tẩy trần mấy lần, rồi bà ngồi dưới thác nước mà trong mùa đông giá lạnh là ngồi dưới thác nước từng đêm. Nói chung kể cả ông thầy bà còn sợ bà. Thành ra cuối cùng nói chung là ý cháu nói là bà đạt được cái khả năng để có thể giao thông với quỷ thần rồi các bác. Nhưng mà khoảng cái thời gian đó thay vì như là bà có thể bà làm ra tiền đúng không, bà là giáo chủ rồi, cái thứ nhất là theo bà được ứng chứng là cô đồng là bà có quyền mở chùa, bà có quyền dạy học rồi, bà có quyền làm tiền rồi. Mà khi bà hôn bẩm về làng đó, bà có hôn hào là người ta đã tin tưởng, người ta gom tiền cho bà rồi. Mà bà biết ý cho nó ngắn gọn là làm mấy chục năm sau đó là bà suốt ngày chỉ có đi tầm sư học đạo để tức là bà vẫn không có thỏa mãn, có hiểu không? Bà thấy cái chuyện mà bà thông thương được với quỷ thần như vậy đó, nhưng mà bà vẫn cảm thấy nó không có ý nghĩa, nó không có phải là cái câu trả lời của bà. Cho đến lúc mà bà cuối cùng bà kể thấy tội đó bác, tức là dạy dục bà 50-60 tuổi rồi mà bà đi đến đâu bà sinh học là bị mấy ông sư mấy ông tiểu á đuổi bà đi cái khóa học này cho mấy người trẻ mà bà già bà đi về đi, bà vô như vậy mấy tivi truyền hình người ta đến người ta quay phim xong chúng tôi xấu hổ quá. Thế hả? Hoặc là cái lần cuối cùng bà đến thì có một cái ông thiền sư kia, ông giới thiệu bà, tức là ông nói là đây là cơ hội chót của bà của chị, là ông biết bà có căn cơ, ông nói bây giờ thôi đến cái tu viện của Minico đó để mà xin nhập thức, để xin mà học thiền chứ còn không bây giờ không còn kịp nữa. Tức là ông thấy là bà có căn cơ, nhưng mà bà đến đó nó bắt thì cũng bị đuổi, tức là mấy người này là cũng nói là tôi cần mấy người khỏe mạnh thì mới qua được cái khóa học này đó bác, tức là qua được cái phương thức tu luyện này, chứ còn bà già như vậy rồi mà. Tức là nói chung cái hồi đó bà nếu mà nói về kiếm tiền, bà dư sức là kiếm tiền đúng không ạ, mà bắt được từ đến 30-40 tuổi là bà suốt ngày cứ lo đi tu tập, mà cuối cùng để mà người ta đuổi tới đuổi lui như vậy á. Thì cho đến lúc mà khi mà lên Tokyo để xin vô cái tu viện của mấy Nico đó bác bị đuổi đó, thì bà mới không có chỗ ở, mới đi vô cái chùa đó để bà nói bà ở một hai ngày cho đến khi bên kia người ta trả lời là có nhận bà hay không á. Thì cái ông chủ trì đó ông mới từ ông mới kêu bà cứ ở tạm ở đây, rồi chính ông là cái người sau này mới hướng dẫn bà đó, mà coi như là gọi là dùng cái từ ngộ đó bác, tức là qua những cái công án đó, thiền đó, tức là theo đạo Phật đó bác. Nói ngắn gọn lại là bà này là nếu mà bà có chỗ đứng trong thần đạo rồi bây giờ, nhưng mà cuối cùng bà vẫn không chấp nhận được, mà cuối cùng bà cứ phải đi lon ton suốt ngày đi tìm, cuối cùng bà đi vô mấy cái chùa tầm bảy tầm bảy, mấy cái giống như chùa Bá Đình, chùa Hoa Vàng gì đó như vậy bác, mà tụi nó cũng đủ đi, mà cuối cùng là bà mới gặp được ông này. Và khi mà ông này ông từ từ ông gọi là và bà kiến tánh, ông khai thiện cho bà đó, thì giống như cho nó cái mấy chục năm bà vẫn chỉ ở lại đó, bà nấu
dọn dẹp nấu ăn thôi, mặc dù là bạn đã ngộ ra rồi, thì nói chung cái cuốn sách đó là nó là như vậy thưa bạn. Tôi thì tôi cứ để cho Khảo Đào nói thì nha, mình không có kịp nhảy vào. Dạ. Cảm ơn bạn, xin lỗi bạn. Nhưng mà tôi chú ý tới một cái việc là khi ông bố và khi ông mới trẻ tuổi đó thì dạ, ông mới cứ thấy cái con kiến nó cứ bò lên xong nó lại rớt xuống, dạ, bò lên nào. Dạ. Đây với cả tôi cho rằng đấy là một cái thông điệp của một cái chuyện nào. Cái dòng đời, cái dòng đời và nó từ vào nó, nếu mà mình trôi ở trong cái dòng đời đó thì là cái vòng luân hồi mình sẽ không thoát ra được. Cho nên tới lúc mà cái con người như là cái nhân vật đó, cái bà này mà qua biết bao nhiêu thử thách, và đáng nhẽ là có thể làm giàu, có thể là ngừng lại để mà xây chùa thế chứ, mà bà vẫn cứ tiếp tục vào phải làm cho tới cái hơi thở cuối cùng, kể cả mỗi ngày cái xã hội đương thời nó xa lánh bà, nó che bà, nó đuổi bà, vân vân. Thì tôi cho này thì là đây là một cái sứ mạng, một cái thông điệp mà cái quấn hồi ký đó nó nói đó, thì tôi cho rằng thì là cái con đường mà đi học đạo nó cũng giống như là cái con đường mà làm cách mạng, tức là nó là cái con đường triệt để và không bao giờ mình bằng lòng với cái mà mình mới đạt được. Với có một thêm ý cháu muốn nói là vai trò trách nhiệm của bác. Ý cháu nói là bả về dù bả chết là 80 tuổi đúng không ạ? Thì những cái người mà đã ngộ rồi đúng không bác, thì người ta biết khi nào người ta sắp mất đúng không ạ? Tức là gọi là viên tịch ạ. Thì bả biết sắp đến giờ là bả mới về lại quê của bả đúng không ạ? Thì bác nhớ cháu kể không, tức là từ nhỏ lớn là bả chỉ có ăn bám gia đình thôi, thay vì như mình đã lên được đại học thành phố, mình làm ra tiền mình gửi về cho ba mẹ thì mình lại mang bầu mình về ba mẹ lại nuôi đúng không ạ? Rồi khi mà thằng chồng nó về nó nhận con thì mình cũng lại tiếp tục gây gỗ để mà nó bỏ đi, rồi mình lại kêu bà ngoại nuôi con cho mình. Thì khi mà con của bà cưới chồng đó bác, lúc đó bà mới về một lần thôi, rồi về cũng gặp là mặt con rể vậy thôi, rồi lại tiếp tục đi đi nhá. Ở cháu kể đó, tức là con rể nó cũng chửi bà, nói tại sao mẹ mà cứ đi lừa người này, giống như con trùng hoang á, đi làm cái nghề của đồng bóng. Rồi khi mà bà gần chết lúc đó bà mới trở về, có nghĩa là cả đời bà không hề lo lắng cho con cái của bà. Thì đến lúc mà bà về rồi á thì bà, thì thằng con rể nó tiếp tục nó nói thôi mẹ bây giờ già rồi đúng không ạ, thôi ăn rượu tù già đi rồi gì kia. Là mấy đứa cháu ngoại nó, mặc dù nó như vậy, mấy đứa trong ngoài vẫn chạy đến ôm bà, và cũng gọi là con gái bà lúc đó, bà nói là con gái bà giống như mẹ bà đó, cũng rất là thâm trầm, ít nói, không có nói gì. Thì đến lúc đó cũng khuyên cái con mẹ ở lại với tụi con, thì mấy đứa trong ngoài cũng vậy. Thì bà lại cũng tiếp tục là bà cũng tu tập tiếp, và cuối cùng thì bà là nhập định rồi bà qua đời. Nhưng mà ý cháu nói là nếu mà nhìn ở cái góc độ con cái thì mấy đứa cháu có quyền lên án bà chứ đúng không ạ? Nói bà là một cái thứ là vô trách nhiệm đúng không bác? Nói với người thì lại nghĩ đến mình dạ đó. Đến lúc mà bà ấy 80 mấy tuổi thì bây giờ tôi cũng là 80 mấy tuổi và anh thành ra nó có hai cái suy nghĩ. Cái suy nghĩ thứ nhất là đa thọ tất đa nhục, đa nhục càng thọ thì càng thấy nhục. Có nghĩa là cái bà đó con nó cũng chê, xã hội cũng ruồng bỏ vân vân. Và trong trường hợp của tôi chẳng hạn thì tôi cũng nghĩ là cũng không còn ai mặn mà gì với mình nữa,
đấy là chưa kể rằng thì là có thể là họ tẩy chay mình nhá. À. Tiếng Anh đó bác, đó là take one to know one, đúng không? Yeah. Thì phải cùng trình độ, cùng cảnh giới với nhau mới hiểu được nhau, đúng không? Yeah. Mới trân trọng được. Thành ra bởi vì Ngô Tỵ hắn cứ lôi cái chuyện Galileo ra là như vậy, đúng không? Hoặc là cháu nói là bá nha tự kỳ hay là cái gì đó, thì thật sự ta nói là tại sao những người đương thời, đúng không? Thì những cái bậc trí giả, kể cả ông Socrates, đúng không? Ví dụ như vậy, thì những người đương thời thì đâu có cái khả năng để mà đánh giá, để mà trân trọng những cái người đó, đúng không? Chỉ có giả dụ như trong cái bà này đó, khi bà mất rồi thì sau này những người mà có trình độ mới đánh giá bà, mới phải công nhận bà là người đã coi như giác ngộ rồi, đúng không? Chứ còn không phải những cái phường mà cứ là xôn xuê quyên góp đi xây chùa cho lớn rồi suốt ngày đi rao giảng mà nói để mà rung mũi người ta, có hiểu chúng ta? Vâng, cho anh thành ra là tôi cho mình thì là nếu mà những người cứ suốt ngày đi rao giảng mà để mà xây chùa mà gần như là cũng không có cái chuyện mà bỏ túi, cũng không có cái chuyện mà vinh thân phì ra, cũng không có cái chuyện mà giấu tiền đi để mà trác táng hay là gì đó, thì nó cũng đặt ra một cái dấu hỏi. Một cái dấu hỏi là thế thì bà này phải có chồng không, phải có ngoại tình không, bây giờ bà có nuôi cao bồi không, nuôi dai không, hay là cái sứ mạng của bà tự dưng bà như cái con kiến, bà cứ tiếp tục bà trèo lên rồi nó lại rớt xuống, bà trèo lên. Ồ, cháu phải kể, tức là trong chuyện bà cũng rất là gì đó bác, rất là thành thật. Tức là nếu mà nói xấu, tức là những cái chuyện xấu xa của bà thì như bác hỏi đó, thì thật sự ở giữa giai đoạn giữa đó, bà có kể là khi mà bà đã gì bị ra khỏi trại tâm thần á, thì cái người chủ nhà thì mới khuyên bà thôi bây giờ chị phải kiếm cái gì làm, đúng không? Để nó nguôi ngoai. Và cái thời đó thì thấy bà có thích hợp để làm cô đào, tức là đi gia nhập mấy cái phường gần hát. Thì bà cứ đi làm gần hát 2-3 năm, thì bà nói là thời đầu thì nói là gia nhập, chứ còn cái bà chủ nhà bà mua cho kimono rồi bà trưng diện, bà tô phong điện phấn lên để bà đến thấy cũng thỏa mãn, thấy cũng hy vọng, đúng không anh? Nhưng mà bà nói là đó là chụp hình cho có thôi, chứ còn vô một cái là cái đoàn hát nó là suốt ngày nó bắt rửa chén, quét nhà, nấu ăn, làm lăng công thôi, chứ còn chừng nào đến phiên mình, đúng không? Tức là tụi đau lưng là chừng nào nó cho mình thay thế cho nó. Thì bà ở 2-3 năm thì có một thằng bụi đời, thằng 17 tuổi, là suốt ngày đâm thuê chén mướn ngang ngược lắm, là cỡ nào nó cũng chơi hết đó. Nhưng mà có lúc thì cũng rất hiền, tức là cũng thuê gọi là gì, vác thuê rồi cũng quét nhà lao vào, nhưng mà cần nó cướp sòng bài có người bảo vệ nó cũng muốn cướp luôn, tức là tụng lại gì không phải tận hại nhưng mà cũng ngang ngược quá. Dạ, thì lúc đó là bả 20 tuổi, cháu nhớ mà nếu mà nhớ lại thì chắc khoảng 25-26, thằng này nó mới có 17 thôi. Thì bả mới tổng lòng sau đó, tự nhiên bà nói có một bữa có tự nhiên bà đi gặp ấy, thì lăn quanh ở trong cái nhà hát, đúng không? Thì bà mới hỏi nó là này họ, thì thấy thằng này e lệ, nó mắc cỡ và nó có vẻ như là gọi là gì đó bác, tức là cũng hiền lành lắm. Thì bà mới rủ nó coi như là về một cái quê vùng nào đó, coi như là bà coi như là trên tinh thần rồi, có lẽ lúc đó bà tưởng là bà là coi nó như con để mà đúng không, bà chăm sóc nó để bà giáo dục nó. Thì bà nói đúng, tức là về đó sống với bà đó, thì thằng này nó tu tâm sự thánh, không có đâm thuê chém mướn, không có dựng dọc nữa, mà bà khuyên nó đi học rồi đi làm, thì nó cũng vô được đi một cái vô cái tòa sản giao báo, là cũng có cứ sáng chấp hồ đi, tối chấp hồ về đàng hoàng. Nhưng mà sau cái lúc kể bà kể từ từ á, thì mình hiểu là bà sống như nó, giống như là già nhưng ngãi non vợ chồng đó bác. Bà nói bà đóng vai là vừa chị vừa mẹ mà vừa là người tình. Rồi bà nói là trong thời gian đó thì bà giống như là bà tưởng là bà là đưa nó về để bà đùm bọc, bà nuôi dưỡng nó, mà tấy ra đó là chỉ để thỏa mãn cái tôi của bà thôi. Bà nói nó dùng từ giống như cháu nói đó, mấy cái người mà theo mấy cái
thuyết gọi là luân hồi nhân quả này đó, thì người ta tin có cái trục tử. Trục tử là những cái memory cell vào mặt, những cái gọi là những cái ký ức từ bao nhiêu kiếp nó tụ lại trong người mình đó. Thì bà nói cái trục tử mà ích kỷ đó nó tồn tại trong người bà. Thì đây là cái dịp nó bung ra thôi. Cái nó bà kể là cái lúc bà sống với thằng này á, thì bà là cứ giống như một cái con bụ mà vợ mà ghen tuông á bác, mà coi như là tìm cách mình rất là controlling á. Đó, controlling là lúc nào cũng muốn là phải kiểm soát thằng chồng. Thành ra bà kể là lúc đó suốt ngày bà chửi nó, tại sao làm như vậy, tại sao không về, tại sao đi chạy về trễ vậy, mày tháng này tiền lương mày bao con nào, bao con đỉnh nào. Thì bà nói cuối cùng thì một ngày bà ngồi lại, bà nhìn lại thì bà thấy nữa, tại sao mình tưởng là mình đưa nó ra khỏi cái chốn gió tanh mưa máu, còn cái ổ tội ác để mà hai đứa cùng tu với nhau để làm lại cuộc đời. Mà tại sao mà bây giờ bà thấy con người bà chỉ để thỏa mãn cái tôi của bà thôi. Bà hiểu rằng coi như gần như dùng thằng này coi như là suốt ngày chìm chiếm nó, suốt ngày mà coi như là tìm cách kiểm soát nó, là bà lại tiếp tục bà viết cho nó cái thư bà bỏ đi, bà là đi tu là như vậy đó bác. Đó. Cái này là nó cũng là một cái kinh nghiệm sống của tôi là có một cái anh ấy coi tôi chơi với em ruột của anh ấy cả. Và anh ấy là một kỹ sư ở nhà máy giấy Biên Hòa. Anh ấy cũng là có một cái cô vợ là người Canada. Anh ấy cũng mày mò, anh ấy thích thầy Tám, cũng muốn đi tu. Thầy Tám về sau có cả thầy Năm nữa, thầy Năm với thầy Sáu nữa, cũng là Sa Đéc. Anh ấy lấy con của cái ông thầy Tám đó. Anh này là một người có trình độ, nhưng mà anh ấy lấy cô vợ Canada, và anh ấy cũng coi như rằng thì là anh ấy dụ dỗ cô ấy được, tức là anh ấy thuyết phục cô ấy được để mà tu thiền với anh ấy. Lúc bây giờ thì nó không còn là vợ nữa, không còn là người tình nữa, mà cô này cũng ăn chay niệm Phật. Thế nhưng mà tôi thì tôi quen với cái anh đó cũng nhiều, và anh ấy là một cái người có trình độ, nhưng mà trên cái giai đoạn mà người ta tu đó, tu thiền thì người ta rất ác. Khi mà người ta chưa đạt được thì nó có một cái giai đoạn và cái trục đó, là cái mà nói là trục tử ấy là cái gì đó, là một trong những cái đó nó còn tồn tại thì đó. Và cái lúc bây giờ rất ác, anh ấy nó quốc cổ cả con ấy, mấy này là tất cả những cái thứ gì đó. Thì đó bác, thì cái bà này bà mới kể là vậy đó, tức là bà nhớ là khi đó là bà đó là từ nhỏ, tức là khi mà có một lần bà mười mấy tuổi bà ra ngoài đồng, tự nhiên bà thấy là nguyên một cái bãi lúa nó trở thành một cái bãi hoa dâu, mà những con sâu là giống như nói được tiếng người, rồi nó là người để khổ gì đó. Thì sau này đó bác, cái ông thầy cuối cùng á, ông là người khai ngộ cho bà đó, thì ông mới giải thích đó, là giải dụ có những lúc ông, khi mà bà liên lạc với ông thiền sư mà thần đạo đó, bác nhớ không ạ? Mà ông thiền sư đó nhận bà làm đệ tử và cuối cùng ấn chứng cho bà là cô đồng á, là một người mà có thể mà khai thông, có thể mà liên lạc được với mấy vị thần á. Thì hồi đó là bà kể là bà đó có lúc bà thấy bà trở thành là Thái Dương thần nữ luôn. Tức là bà là Thái Dương thần nữ luôn. Bác hiểu không? Tức là bác nhớ là kể cả Thiên Chúa giáo cũng vậy, mà những cái đạo kia cũng vậy, đúng không? Người ta nói là một cái luồng ánh sáng, hay là mình là cái entity, đúng không? Tức là gần như tính tạo hóa thượng đế là một cái entity gì đó, một cái thực thể gì đó, thì mình cũng chỉ là cùng chung một cái thực thể đó, bác ý nha. Thì khi mình trở về nguồn, mình trở về nhà, mình hội nhập lại với Chúa Cha, đúng không? Mình trở về với thiền đế thì mình đã trở thành một với thượng đế rồi. Tức là bả không phải là Thái Dương thần nữ, nhưng mà khi mà bả đã trở về được, đúng không? Bả nhập vô thì bả sẽ thấy được những cái gì, bả sẽ bây giờ đó là giống như là Thái Dương thần nữ là một cái thực thể gì đó, thì bả cũng
có được những cái cảm giác, có được những cái gì bác, những cái vision hết, những cái kể cả cái càng nhìn thấu cả cái kiếp dạ đó, giống như Phật nói là thấy bao nhiêu trăm ngàn kiếp đúng không? Vâng. Thì những người theo Phật nói là cái đó không phải là Phật tưởng tượng, mà cái đó là thực sự cái trải nghiệm và bây giờ nhìn lại được. Thì nhưng mà ông thầy cuối cùng, ông triết gia của ông thiền sư cuối cùng bác, thì ông giải thích cho bà là như vậy, cái đó nó gọi là ma cảnh, tức là những người mà theo đạo Phật, mà theo thiền tông đó bác, thì ma cảnh là những cái người mà đã ngồi thiền thật sự đó, thì ai cũng trải qua hết. Thì ông thiền sư nào cũng giải thích cho bà cái ma cảnh nó khác với cái kiến và là gì, kiến tánh, tức là khi mà mình thật sự mình trở về được, hợp nhất được, đúng không? Tức là mình thành Phật được rồi, mình hợp nhất được với nhất thể rồi, đúng không? Thì nó sẽ là permanent, đúng không bác? Nó permanent là nó sẽ không có mất đi nữa. Còn cái ma cảnh là trong một lúc nào đó, đúng không? Mình nó mập mờ, lúc nó hiện ra, lúc nó mất đi, thì cái đó chỉ là cái hallucination, đúng không bác? Thưa anh, đứng về cái phương diện nào và cái phương diện triết học thì cái thuyết hiện sinh đó thì nó cũng tới gần những cái đó, tất cả những các cái triết học thì nó tới gần cái đó. Cái hồi đó thì có cái đại khái thì để mà trở về cái nhất thể, mình chỉ là một cái mảnh của nhất thể đó, thì là vấn đề là tôi tìm lại tôi. Cái thuyết hiện sinh đó thì nó nói cái chuyện thì là con người ta coi như con người ta bị đi rơi vào cái vòng mê hoặc đó, tức là ma cảnh đó, tức là và nghĩa là cũng có những các cái ao ước để mà tìm lại cái xác của mình, tìm lại nói về cái chết chẳng hạn nào, thì cái hồn của mình nó còn quyến luyến cái xác, hình như là nó nói là vào 36 ngày hay là gì đó, 49 ngày đó, thì tới lúc bây giờ thì nó mới rời đi hoàn toàn. Cho nên đó là người ta cứ 49 ngày người ta cho rằng thì là cái hồn nó còn luẩn quẩn chung quanh đó. Và đấy là đời xưa, còn thì là cái triết học mới hiện đại bây giờ thì đấy, nó cũng cho mình thì là cái chuyện mà mình đi vào trong cái mình bị băng hoại, mình bị thoát xác, mình mất cái con người của mình, cho nên tôi nhớ rằng thì là hình như là anh Đông Duy Hoàng Kiếm Nam hay là anh cái gì đó anh ấy cũng có mấy cuốn sách rồi, thì là hay là chị Công Sơn chẳng hạn, tôi đi tìm lại tôi, đây là một trong những các cái hiện tượng, những các cái hoài vọng mà để mà đấy nó là một cái hiện tượng, cái hoài vọng tốt, thành ra để mà trở về cái thực tế, tôi cho rằng thì là cái thị xã Westminster thì có thể Nam Quan, có thể những các cái người ở thị xã Westminster cũng thấy rằng thì là mình ở trên cái con đường băng hoại, mình ở trên cái con đường mà gọi là rơi vào cái vòng tục lụy để mà kiếm phiếu, để mà nuông chiều, để mà đầu tư vào cái gọi là nuôi hận thù mà bán hàng giả đó. Thì bây giờ tôi cho rằng thì là hình như là trên con đường thức tỉnh đó, và bây giờ họ mới trên con đường thức tỉnh thì bằng cách nào, bằng cách cần thì là lại dùng tới ông Ngô Kỳ. Thì ông Ngô Kỳ thì bây giờ ông ấy nhảy vào
cái mà gọi là cross media của ông Nam Quang à. Và ông ấy coi như là thì là bây giờ là một trong những các cái thiền sư thuyết pháp của cái cross media mà và mấy tuần trước thì tôi thấy rằng thì là có thể là ông ấy đã thoát tục, tưởng là ông ấy về với lại ông ấy đi ra khỏi cái quái ta bà này nhưng mà bây giờ thì cái hội đồng thành phố Westminster nó lại dùng lại ông ấy nó để thấy rằng thì là cái sứ mạng ở trong hoạt kép của ông ấy nó chưa vai hết và cái vai trò của ông ấy cái chuyện mà làm cho tôi nhớ nhất là cái Ngô Kỳ lúc nào ông ấy cũng nói rằng thì là nói có sách máy có chân và ông ấy cũng là triết lý ở chứ ông ấy nói rằng thì là một nửa cái bánh là một nửa nhưng mà một nửa sự thật nó không phải là một nửa phải không ạ. Thành ra bây giờ là Ngô Kỳ cũng là trở về chiến thắng coi như là thì là bây giờ thì hắn thành ra là một thiền sư rồi mà tôi cũng phúc thay tôi nghĩ rằng thì là cái thành phố Westminster nó trên cái con đường giác ngộ. Hôm nay tôi mang cái tờ báo này tôi mang cái tờ báo này để mà tôi đi ra cũng mua các cái sách lần thật thì tôi thấy cái tờ báo này thì tôi mua tôi thấy cái giá nó 5 đồng thì sẽ tiệm mình mua đây là đặc sản giai phẩm xuân vâng đặc sản giai phẩm xuân thế thì cái cô bán sách cho cô nói thì là lúc đầu là 80 đồng bác ạ nên là cô xem lại xem có vào thì là thế là bây giờ là cái này bây giờ nó xuống 5 đồng rồi thế là mở trong này ra thì ông ấy là đây là cái dân biểu California Tạ Đức Chí tâm tư khi rời chức vụ thị trưởng Westminster ở vị trí nào tôi cũng chăm lo cho cộng đồng đây là một cái lời nói về cái ông Tạ Đức Chí còn đây thì là lại nói về một cái ông khác nữa đây cũng nói về vấn đề văn hóa bà Yến Tuyết thì nói về những cái Tết ở Mỹ của tôi thế nhưng mà đây cái bìa mà nói là tôi yêu tiếng Đức tôi đó thì bây giờ cũng coi như là một cái loại xúc tích nói về ban hợp ca Thăng Long mấy cái người đó và ban hợp ca Thăng Long đó thì là có cái bàn mà Phạm Duy đó nói về là tôi yêu tiếng Đức tôi từ khi mới ra đời người ơi mẹ hiền ru những câu xa vời rồi trong này thì cũng nói về cái các nước Á Châu nói về các cái chuyện Tết Nguyên Đán rồi thì là đây là cũng nhìn cái tập tục rồi cũng là em búa lên đây búa lên đây thì không biết là ông Ngô Kỳ có bắt là cái con lên này không được có một tí màu đỏ nào không thành ra là bây giờ nó ra tới lúc tôi cho rằng tới lúc cùng tỷ lý rồi thì bắt đầu người ta người ta hết điệp rồi đã hết điệp rồi thì người ta trở nên một cái người lương thiện lương hảo mà nó trở nên là một thiền sư và thành ra tôi nghĩ rằng thì ông Ngô Kỳ có thể ông mới thành ra một thiền sư và cái ao ước mà ông Ngô Kỳ thời xưa thì ông ấy cứ nói rằng thì là ông ấy đỗ cử nhân thế rồi thì là người ta bốn năm nếu mà hắn gì đó bác
nói thật thà đó thì hắn nói là hắn học 4 năm đại học luật. Bạn không thiệt là tới cái lúc mà làm cái deposition khi mà hắn ấy biểu tình báo người Việt rồi hắn ấy chống cái chồng rửa chân ấy gì đó thì lúc bây giờ là hắn ấy phải nói thật, tại vì là khi mà lên nói thì là hắn ấy không nói láo được, hắn ấy nói là hắn ấy có ghi danh luật có ghi danh không vâng. Và lúc trước khi mà hắn ấy nói hắn ấy học luật đó thì là tôi thấy là thì là cái trình độ của Ngô Kỳ tôi thấy là thì là hơn nhiều người cử nhân lắm, mà ăn thua gì mấy cái cử nhân luật ở Việt Nam. Thế nhưng mà ông ấy thì ông ấy nói cái chuyện là thì là ông ấy tốt nghiệp cử nhân luật thì tôi biết lúc bây giờ thì tôi bảo thì là mấy người quen đó thì người ta một là ở Việt Nam thì có hai trung tâm trung tâm chính là Sài Gòn, trung tâm thứ gì là Huế miền Trung đó, thì hai cái nơi đó nó cho thi cử nhân cái bằng cử nhân, tại vì thì là phải có hồ sơ thì là phải có hồ sơ. Thế thì ông Ngô Kỳ không có hồ sơ thì sau này đưa nhờ Lê Công Tâm lên là ấn chứng giùm certify chứng nhận giùm. Vâng, thế thì thành ra ông Ngô Kỳ ông ấy nói như thì là lúc bây giờ ông ấy thú rằng ông ấy có ghi danh thôi và theo cái nhận xét của ông ấy thì ông ấy giỏi hơn nhiều người lắm, chả cần phải nói dối, chả cần phải gì đó, nhưng mà nó cũng giống như là vừa rồi anh nhắc lại ông Lê Công Tâm đó, thì là cũng một người không có bằng đi xác nhận, một đứa không chưa học xong nhưng mà anh Lê Công Tâm lại xác nhận là Ngô Kỳ là đồng nghiệp luật sư của mình. Vâng, thưa anh, thành ra là phải nói về cái cử nhân luật của Sài Gòn cũ thì cái lúc bây giờ ông Lê Công Tâm là ông ấy ở trong cái ban tham mưu ông tham mưu của ông Nguyễn Cao Kỳ với lại gì đó thành ra khi mà người ta đỗ cử nhân rồi, trên nguyên tắc để mà muốn ra luật sư đó thì phải thực tập ở trong một cái văn phòng luật sư trong 2 năm thì lúc bây giờ nó mới được gia nhập cái luật sư đoàn. Thế thì ông Lê Công Tâm lúc bây giờ ông ấy là cái vai trò chính trị đó, ông ấy không thèm xin tập sự ở cái văn phòng luật sư nào. Cái hồi đó thì người ta chủ quan, người ta cũng chả để ý cái chuyện đó, thành ra đấy là do đó nhưng mà ông Lê Công Tâm ông ấy bị người ta cứ chế giễu rằng thì là ông ấy không có bằng luật. Nhưng mà sư bác, chính danh á vẫn không phải là luật sư, tại vì bằng chứng á, cháu rất phục Vũ Quý Nạo Nhiên, cái người mà tổng thư ký của người Việt mà bị Ngô Kỳ biểu tình mà phải bỏ việc đó bác. Thì anh này thật sự anh có bằng luật sư, anh hành nghề luật sư giống như Hoàng Duy Hùng vậy đó. Rồi không biết làm sao là anh không chịu đóng tiền để tiếp tục thôi. Bác biết bên Mỹ này chẳng qua cái bằng license đó là đúng không ạ? Là hàng năm mình hoặc là đến thời kỳ là mình vẫn phải đóng thuế, đóng tiền để mình duy trì cái bằng hành nghề. Chứ còn nếu mà nói về bằng cấp mà học ra trường rồi được bằng rồi được hành nghề là anh cũng cứ học nhiên, anh là luật sư thực thụ. Nhưng mà sau này khi mà cách đi 5-10 năm, mười mấy năm cháu đó, làm việc với anh, cháu có mời lên phỏng vấn đó, thì cháu gọi anh là luật sư. Thì anh gạt đi liền, anh ấy không, đừng có gọi tôi là luật sư, tôi không có còn là luật sư nữa. Bởi vì cháu nói mà, những người rất là có tự trọng, kể cả Minh Giang là sau này là lại là một cái câu chuyện khác mà cháu chưa nói đến. Nhưng mà cháu với Minh Giang bây giờ không còn là bạn bè, nhưng mà ít nhất cháu phải công nhận anh ta cũng rất là tự trọng ở cái điểm đó. Tức là anh ta từng là luật sư ở Việt Nam, và bây giờ những cái người mà anh ta nói là Võ Văn Thưởng đồ này kia cũng là học dưới anh ta một lớp hay là gì đó. Tức là anh ta quen biết rất nhiều người mà bây giờ ở Việt Nam là có chức có quyền đó bác. Nhưng mà bây giờ anh ta qua đây lấy xe xuất thì anh ta chấp nhận thôi, chứ anh ta không có đi ra đường vốn được là luật sư. Mặc dù hồi xưa ở Việt Nam anh ta là luật sư hành nghề ở nước Việt Nam, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bởi vì đó là chứ không phải là luật sư của Việt Nam Cộng hòa. Nhưng mà khi mà qua Mỹ rồi anh ta không có nhận anh ta là luật sư nữa.
mà mong cho anh thấy là nói về Lê Công Tâm, nói về anh Minh Giang, nói về ông quý học viên vân vân, thì đây là những con người mà cái mặt nổi thì ai cũng biết, nhưng mà còn thì cả trong những cái luật sư khác, mỗi một năm trường luật thì mới đầu thì còn có các cái khóa đầu thì nó còn có mấy chục người, còn về sau đó thì là nó có cả trăm người, thì cả nhân tiện thì khi mà ở Cali này cái bọn mà gọi là cái trình độ của cái Cali này đó thì là nó cứ diễu rằng thì là nó mới mang cái danh sách luật sư đoàn ở cửa mấy tòa án đó, của cửa với văn phòng luật sư thì bao giờ nó cũng có cái danh sách luật sư đoàn, vâng ạ. Thì nó nói đây này làm sao mà có tên ở trong luật sư đoàn không ạ? Thì nó nói đây là luật sư giả mấy gì. Thì hồi đó tôi đã chứng minh rằng thì là ví dụ như trong cái danh sách luật sư đoàn khi mà cái năm 57, 58 cái gì đó, cái thủ lãnh luật sư đoàn là cái ông người Nam, ông Nguyễn Văn Tốt, thì là Lê Văn Tốt thì gì đó, tôi còn nhớ. Thì ở trong đó thì cái danh sách luật sư đoàn đó thì giáo sư Vũ Văn Mẫu là cái người mà dạy không biết bao nhiêu là luật sư, không ạ? Nhưng mà đào tạo ra luật sư. Vâng, nhưng mà ông ấy ở trong cái danh sách luật sư đoàn thì ông ấy đứng thứ 58 bởi vì rằng thì là dạy luật là một chuyện, còn gia nhập luật sư đoàn thì lại là một chuyện khác. Ông ấy khi mà ông ấy hết dạy học rồi, ông ấy muốn gia nhập luật sư đoàn thì lúc ấy trễ, và lúc bây giờ là đứng thứ 58 và cái luật sư đoàn đó thì nó có cái luật sư đoàn mà cái tiểu sử về cái giá trị của cái luật sư đoàn đó thì tôi còn nhớ rằng thì là cái hồi người Pháp nó coi rằng thì là luật sư đoàn là một trong những tổ chức độc lập đứng ra để mà bảo vệ sự thật, bảo vệ những người cô thế, bảo vệ cái sự công bằng, để chống lại cái guồng máy cai trị đại diện bằng ông biện lý. Ông biện lý là buộc tội, còn thì luật sư đoàn là cái người đứng ra để mà bênh vực đối lập. Thế thì cái vai trò của luật sư đoàn nó lớn lắm. Tôi còn nhớ là hồi Pháp thuộc là cái ông mà đầu tiên là ông Bùi Tường Chiểu chẳng hạn, thì là cũng ở gần nhà tôi, ông ấy là có một cái văn phòng, nhà ông cũng lớn lắm ở trên cái con đường Gambetta đó. Thì ông Bùi Tường Chiểu thì ông ấy cũng lại tốt nghiệp ở bên Pháp mới dạy gì đó, tất cả các thứ đó, thành ra từ đó mình mới thấy rằng thì là cái người trong cái xã hội người Pháp, trong cái xã hội văn minh của Tây phương thì luật sư đoàn là một tổ chức được kính trọng, thành ra do đó mà ông giáo sư Vũ Văn Mẫu sau khi mà thôi dạy học, thôi làm giáo sư, dạy các luật sư khác, thì khi mà gia nhập cái danh hiệu luật sư đoàn thì ông ấy là người thứ 50 mấy, bởi vì nó là một cái trật tự. Nhưng mà thưa bác, cái thời Pháp với cái thời của bác á, luật sư nó còn danh giá, còn được người ta trọng vọng là như bác nói đúng không ạ? Nó là cái tiếng nói đối lập để với công biện lý của công tố viện để bảo vệ chính nghĩa, là lại tìm công đạo đó. Nhưng mà qua bên Mỹ này nó có thêm một cái thứ mà người ta rất là khinh thường thưa bác, đó là những cái thằng luật sư mà nó gọi là suốt ngày chạy theo mấy cái xe cứu thương á,
đúng không? Tức là cái thứ mà coi như là thứ mà chỉ là luật sư mà đi kiếm chuyện để mà lợi dụng kẽ hở pháp luật, nói là bảo vệ nạn nhân nhưng mà thật sự là lạm dụng kẽ hở pháp luật để mà đi vòi tiền thôi, đúng không? Tức là chẳng có khả năng, chẳng có bảo vệ được công lý gì đó. Những cái thằng bá vơ như vậy thì nó thuộc loại giống như là Nguyễn Quốc Lân rồi này kia đó bác. Tức là đi là chỉ làm hồ sơ để mà đòi bồi thường tai nạn, dựng chuyện để mà vẽ chuyện để mà kiếm tiền thôi, chứ còn chẳng có cái khả năng tranh luận để mà bảo vệ lý lẽ công đạo gì hết, thưa bác. Vâng, cái đó nó mới kiếm ra tiền thì đó. Vâng, nhưng mà người ta rất là khinh, thưa bác. Vâng, không, vì cái khả năng của nó cũng chẳng có khả năng bình luận. Không, nó không phải là nó là cái nhu cầu của xã hội. Dạ, vâng. Cái nhu cầu của xã hội. Tôi còn nhớ rằng thì là ở Việt Nam trong cái giai đoạn giao thời đó thì mấy cái anh luật sư mà quen tôi mới gì đó thì anh cái tên là anh Mai Đen, con của cái thằng Mai đó thì nó lại nó đen lắm, nó là con của ông giám thị ông X, bố nó là ông X. Thế thì cái lúc mà tôi mua báo, cái lúc mà đi ra mua báo ở gần cái chỗ Bôn Sa này này, cái lúc mà cái phở Lơ Vơ đó dạo trước nó còn là cái nơi mà của Lý Kiến Trúc đó, Sen. Vâng, cái quán Sen đó thì tôi nhớ rằng thì là cái anh Mai mà mặt mũi đen đó mà trông xấu xí đó thì cái người mà bán hàng ở cái tiệm Jeep Jeep Post, cái doanh nghiệp mà Post, Post mà gửi thư đó, vâng, của tư nhân đó, nó vẫn UPS bây giờ, vâng, từ vâng, thì cái anh này tôi cũng ra đó tôi mua báo mới biết là thì là vừa vặn lại gặp mẹ anh Mai Đen, anh Mai cũng chào nói nhau mấy câu. Thì khi mà Mai đã ăn đi rồi đó thì cái anh ở trong cái cửa hàng đó nó nói thì là bác ơi, bác cái ông này có phải là luật sư thật không? Tôi bảo có, ông ấy là luật sư thật. Thành ra và ông ấy là thường thường ông ấy ra cái chỗ đó, ông ấy cũng không đọc báo cọp, nhưng mà ông ấy ra ông ấy mua báo rồi thì là ông ấy thường thường là đi ra ngồi quán cà phê đọc báo cho nó đỡ buồn, hoặc là có những cái lần mà đi sớm đó báo chưa có đó, thì nó cũng lại có một cái phong trào là đi lên sòng bài Las Vegas đó, nó có cái xe đón lên sòng bài Las Vegas. Đây là một trong những cái nó gọi là cái tôi nghĩ rằng thì là cái thân phận của cái người Việt tị nạn mà gọi là đi tìm tự do hay là gọi là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa đó, thì nó cũng có những các cái vấn đề nó tội nghiệp lắm, thưa anh. Dạ vâng. Cũng không có hãnh diện gì gọi là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa, mà rồi thì là bây giờ nó cũng lại còn thêm một vài cái mỗi ngày nó một tiến gần tới sự thật thì nó có những cái là bên thắng cuộc chẳng hạn, bên thua cuộc chẳng hạn, thì để cho nó rạch ròi, nó hòe cả làng, và để mà đỡ khắc khoải cái con tim. Thành ra những người mà chống cộng cực đoan hay là những người mà con cái của tướng tá Việt Nam Cộng Hòa thì nó có một loại người là nó lương thiện, thì nó nhìn nhận là một cái vai trò của mình đời xưa thì coi như là trong cái cuộc chiến Việt Nam thì miền Nam Việt Nam thì được người Mỹ ủng hộ, và kể cả ông Ngô Đình Diệm chăng nữa cũng đứng ở bên dòng sông Bến Hải mà nói rằng thì là mình là tuyến đầu của thế giới tự do, tức là kể công rằng thì là mình đã được chọn, đã đóng cái vai trò tuyến đầu của thế giới tự do và đứng ở dòng sông Bến Hải,
tức là thách thức với lại bên Bắc Việt, với bên bên kia cầu Bến Hải, bên kia cái dòng sông Bến Hải, cái cầu Hiền Lương đó, nó chỉ có dài mấy trăm thước. Tôi còn nhớ là một cái anh nhà báo cũng đã người Việt thì viết gì đó là cũng đi tới cái cầu Hiền Lương đó, đứng ở cái cầu Hiền Lương đó cũng lại làm đoàn trọng và đoàn trọng cũng làm một số những cái tuyên bố đó. Tôi cho rằng thì là đấy là một trong những người mà thức tỉnh, một trong những người mà thức tỉnh, họ đã muốn bình thường hóa sau khi mà Phạm Duy, Thích Nhất Hạnh và Nguyễn Cao Kỳ mà về Việt Nam cũng là những người mà mở đầu cho cái vấn đề mà hòa hợp và giải dân tộc. Thế nhưng mà cho tới lúc mà tiếp theo đó là ông Đoàn Trọng, ông ấy cũng đã đứng ở cái cầu Hiền Lương đó, nhưng mà cái hận thù nó còn nồng nặc quá, nó còn ồn ào quá. Ngay cả vấn đề mà Nguyễn Cao Kỳ mà về Việt Nam, tôi còn nhớ rằng thì là mấy cái thằng đó nó đưa Ngô Kỳ lên nói rằng thì là Nguyễn Cao Kỳ, tướng Nguyễn Cao Kỳ là một hàng tướng, là một cái thằng đầu hàng, thành ra nhất cử nhất động của những cái người hải ngoại đó, tức là nó be bờ cái lòng hận thù, cho nên tôi gọi nó là buôn hận thù, bao giờ cho nó nguôi ngoa. Cho nên là tôi cứ nói rằng chỉ là chắc là mình cái hồi đó thì mình cũng hơi gọi là nóng vội, thì mình mới nói rằng chỉ là chắc là mình phải lập cái hội vuốt mắt nhau, bởi vì rằng cái tuyên truyền như thế này đó thì mình chết không nhắm mắt. Cho nên và mình cũng không tự hào rằng thì là mình tỉnh táo gì, mình lập cái hội vuốt mắt nhau, tức là tôi vuốt mắt anh và anh vuốt mắt tôi, để cho cái cuộc đời di tản nó đừng có quá đau thương, đừng có quá khắc khoải. Bởi vì rằng nếu những các cái hận thù nó còn thế này, đằng đằng thế này, thì mình chết không nhắm mắt. Thưa anh. Dạ vâng thưa bác, bởi vì thêm một lần nữa hôm nay cháu lại tiếp tục là tại vì cháu cũng làm việc với bác lâu, thành ra có thể mình cũng bớt dính kẽ, hoặc là cũng không có, không phải nói là không cần khách sáo, nhưng mà mình có thể nói thẳng một mặt, thành ra cháu có thể dám đưa ra những cái chủ đề nó hơi vô duyên hoặc là nó hơi tế nhị. Thì sẵn bác nói đến cái chuyện vuốt mắt nhau đó, thì sẵn hồi nãy cháu có nói về cái cuốn sách là Hoa Trôi gì, tự nhiên cháu quên cái gì Hoa Trôi Trên Sóng Nước gì đó, cái tác phẩm Hoa Trôi Trên Sóng Nước. Thì với cái tuổi của bác, đúng mà bây giờ mình nói đến chuyện mà đi qua cõi bên kia, về thế giới bên kia, đúng không ạ, hay là trở về nhất thể hay gì đó, thì với cái kinh nghiệm cá nhân của bác có những cái suy nghĩ gì, hoặc là bác muốn chia sẻ về cái triết lý của Việt Nam mình, hoặc là những cái trải nghiệm cá nhân của bác liên quan đến cái gọi là cái quan niệm của người Việt Nam hồi xưa, đúng không ạ, về cái chết, về cõi bên kia, về thế giới bên kia, hình như là hay gọi là kiểu nguyền thất tổ, đúng không ạ, ông bà, tức là phải tin có ông bà thì mới đi thờ ông bà, hoặc là về vấn đề là như cháu nói bên Nhật thì họ cũng có thần đạo, họ có những cái Ấn Độ thì có Bà La Môn, thì bác nghĩ sao về những cái vấn đề và là cái quan niệm về cái cõi bên kia, hoặc là bác có những suy nghĩ gì về cái vấn đề mà hậu sự thưa bác? Vâng, thưa anh, tôi sợ rằng thì là mình đi
mình nghĩ tới cái vấn đề hậu sự, cái cõi ta bà, mình nghĩ tới cái kiếp sau, cái kiếp bên kia, thì cũng đã có lần tôi nói rằng thì là nhớ rằng có một cái bài thơ nào đó là giấc Nam Kha sau khéo bất bình, bừng tỉnh dậy đó, thấy mình tay không, tức là bức Nam Kha, tức là một cái giấc mơ mà tưởng rằng thì là mình đã thoát tục, mình đã đi vào cái cõi tiên, nhưng mà không ngờ rằng thì là mình lại bộp một cái, mình lại trở về cái cõi tục. Thế thì tôi nhớ tới và bây giờ cũng phải nói cái chuyện dài dòng một chút, là tôi nhớ tới cái một cái nhà văn coi như là một nhà văn lớn của nước Mỹ, Ernest Hemingway. Trong ông ấy có nhiều tác phẩm lắm, và trong văn học sử đó thì người ta nói rằng thì là cái ông Ernest Hemingway này đó là một nhà văn người Mỹ thực sự đã thoát ra khỏi cái bóng dầu của cái nền văn minh Anh cắt lợi. Do đó mà ông Ernest Hemingway ông ấy có hai cái tác phẩm. Cái tác phẩm thứ nhất là For Whom Does Bell Son hay là gì đó, tức là ring đó, tức là chuông chiêu hồn ai, và một cái tác phẩm nữa là Lines of the Kilimanjaro, tức là tuyết đó, tuyết ở trên cái dãy núi Kilimanjaro. Thế thì ông ấy, cái nhà văn đó, ông Ernest Hemingway đó, ông ấy lên trên cái núi Kilimanjaro đầy tuyết đó, thì ông ấy lên tới ngọn núi đó thì ông ấy thấy là thì là một cái con báo, tức là cái đỉnh núi là nó đầy tuyết rồi, và con báo đó nó cố vươn lên, nó vươn lên và nó chết sóng ở cái đỉnh núi đó. Thành ra cái đó nó là một cái thông điệp mà ông ấy, cái thông điệp ông ấy muốn nói rằng thì là cái con người nó lúc nào nó cũng muốn vươn lên, nó đi tìm tới tự nó chối bỏ nó, tự nó thấy rằng thì là vẫn cứ phải cách mạng hoài, vẫn cứ phải đi theo cái dòng tiến lên. Và ông ấy ngạc nhiên về cái con báo nó đã lên đến ngọn của cái núi đầy tuyết Kilimanjaro và nó chết cống ở trên đó. Và nhà văn Ernest Hemingway đó, ông ấy là một cái nhà văn Mỹ có một cái khuynh hướng xét lại một khuynh hướng xã hội, và hình như là cái hội nhà văn của nước Mỹ đó nó cũng tẩy chay ông ấy. Do đó mà ông ấy đi sang Tây Ban Nha hay là gì đó, và khi mà trở lại cái câu chuyện là ông ấy nhìn cái con báo đen ở trên cái dãy núi đó thì ông ấy về, ông ấy tự tử chết. Đây là cái thông điệp, là một trong những các cái kết luận. Một cái nhà văn mà nổi tiếng như vậy, không cần làm giàu, không tìm lấy cái vinh quang trần thế, mà coi như rằng thì là ông ấy muốn nói về cái bế tắc của cuộc đời, một trong những các cái thành ra cái bế tắc của cuộc đời. Thế thì Khảo Đào hỏi với tôi rằng thì là nghĩ thế nào về cái chết, cái cõi sống và cái cõi chết. Thì ban nãy cũng là trong cái văn hóa Việt Nam hay Tây Phương đó thì nó nói là giấc Nam Kha, mà chúng ta
nằm mơ thấy cái con bướm, chúng ta nằm mơ thấy con bướm thì chúng ta tưởng mình là cõi thật và cái con bướm kia là cõi giả. Còn nếu ngược lại, cái con bướm phải chăng cái con bướm kia nó nằm mơ thấy ta thì sao? Đó là chân tưởng hay là ai? Vâng, đó. Thành ra cái thâm sâu của cái văn hóa của Á Đông, cái văn hóa của Khổng Mạnh nó cũng hết sức là nó thâm thúy. Thưa bác, thì bởi vậy cháu mới nói là nếu mà theo những cái gì mà cháu mới nghe gần đây đó, tức là cái triết lý hoặc là cái quan niệm của Phật giáo hoặc là của những cái thuyết mà gọi là luân hồi, nghiệp báo, nhân quả rồi này kia đó, thì như bác nói, người ta nói là đây là cõi mộng, đúng không? Là coi như là cái con người mình đây là, nói con người đây là một cái thể xác thôi, giống như một cái chiếc xe thôi, đúng không? Còn cái linh hồn, cái chân nhân, cái mà gọi là cái con người thật của mình á, đúng không? Thì giống như cái người lái xe, đúng không? Thì cái thân xác này nó chỉ là một cái chiếc xe trong cái giai đoạn này thôi. Nhưng mà nếu mà nói về cái kiếp nhân sinh á, tức là nếu mà theo nói theo Phật giáo đó, thì con người mình có thể có cả trăm ngàn kiếp, giống như Phật, đúng không? Tức là Ngài kể lại là Ngài trong một lúc nào nó thấy được cả trăm ngàn kiếp của Ngài luôn. Tức là cái đó là nói là thấy chứ không phải là tưởng tượng ra. Nếu mà những người tin theo Phật giáo đó, thì người ta nói là giống như cái kiếp người đây nó giống như một ngày trong cả một cái đời người, đúng không? Nó giống như bác nói, tỉnh mộng ra thì không biết mình là người đang mơ là bướm hay là mình đang mà là con bướm, mình vẫn đang mơ mình là người, tức là ngay bây giờ vẫn chỉ là giấc mơ, mình thật sự là mình đang là con bướm đang mơ là người, đúng không ạ? Thì cái hư hư thực thực như vậy. Nhưng mà những cái người tin theo mà Phật giáo đó thì người ta nói là con người ta có rất nhiều kiếp, đúng không ạ? Và cái kiếp này nó cũng chỉ là một phần, tức là có nghĩa là hết cái kiếp này thì mình lại, một là mình luân hồi trở thành người ở kiếp khác, hay là mình phải gọi là trả giá mình xuống là ngạ quỷ súc sanh hay là gì đó, không ạ? Hoặc là như những cái vị kia thì họ gọi là chứng ngộ rồi, họ đắc đạo thì họ sẽ, đúng không, thành tiên thành Phật, không có luân hồi nữa. Nhưng mà cháu muốn nói đây á, là thực tế đi, là bác với cháu đều là đạo công giáo gốc, đúng không ạ? Thì đó là lý do tại sao mà gần đây cái xu hướng là những cái người mà theo đạo công giáo là không còn gia tăng nữa, đúng không ạ? Một là họ làm biến đi nhà thờ, hai là từ từ họ bỏ đạo. Thì có phải là cháu nói là nếu mà nhìn theo cái góc độ mà bây giờ cháu thấy đó bác, là cái thứ nhất là cháu không lên án cả một cái giáo hội, những cái lời Chúa dạy hay là kinh thánh, tạm thời cháu chỉ đặt vấn đề với cái giáo hội loài người thôi, đúng không? Giáo hội đây tiếng Anh gọi là the church, tức là cái tổ chức giáo hội công giáo, mà có từ thời có những ông giáo hoàng, mà hôm qua cháu có nghe ai nhắc đến ông giáo hoàng đời thứ 12, Phaolô thứ 12 á, là một vết nhơ trong lịch sử. Thì rõ ràng đó là lý do tại sao cháu nói đừng có chọc cháu, để mà cháu phải nêu lên những cái dữ kiện, những cái sự thật mà cháu biết. Kể cả gần đây bác thấy là cái chuyện mà ông linh mục Hồ Hữu Hạng có gì, đúng không ạ, ở giáo phận Vinh á, là cách đây mấy tháng cháu đã thấy được cái clip đó, ông đứng ông chửi lộn, ông mắng nhiếc giáo dân, ông cãi lộn với giáo dân. Và khi mà cháu xem cái clip đó thì trong bụng cháu nghĩ liền, tại vì lúc đó cháu không biết là cháu có lên cháu làm clip không, chứ cháu nói cái thằng này mà làm linh mục cái gì, bác hiểu chứ mà. Ý cháu nói đi là the church á, tức là cái giáo hội, trong đó bao gồm những vị chức sắc, kể cả những linh mục, thì đối với cháu đó là ma ma phật phật, đúng không ạ? Tức là phật ma lẫn lộn. Những cái vị chân tu thì cháu không dám có ý kiến, chứ còn cỡ như mấy cái thằng khỉ này thì gặp cháu mà mở giọng mà cha mà lên lớp cháu là cháu chỉ hoặc cháu chửi cháu giáo húng cho còn chạy không kịp. Ý cháu nói là những cái thằng này kinh thánh nó hiểu đến bao nhiêu, giáo lý nó hiểu đến bao nhiêu, nó sống theo lời Chúa được bao nhiêu, có gì cháu nói nó chỉ đổi lúc thì tu thôi. Và hôm nay đã chứng minh rõ ràng những cái thằng như vậy là có thật,
mà bây giờ tại vì bể vỡ lỡ ra, bể ra đúng không ạ, mới bị cất chén, mới bị gọi là cách chức. Chứ còn thực sự bao nhiêu lâu nay cháu, bác biết trong cái ở cộng đồng mình cũng vậy, cháu đâu có xa lạ vì gì mấy cái tay này. Bởi vậy ý cháu nói là cháu không dám nói đến đến bên 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 Công giáo, không nói đến Chúa Giêsu, những lời dạy của Kinh Thánh của Chúa Giêsu, mà cháu nói đến cái giáo hội Công giáo, bao nhiêu những cái gì bác, những cái gọi là những cái giáo điều, những cái quy luật gì đó. Thì cháu cảm thấy là những cái người theo Công giáo đó, kể từ cháu nói kể cả Hồi giáo, tức là đạo Công giáo, họ trong cái những cái thời Trung cổ, phải không ạ? Họ đi gọi là như bác nói dùng chữ đi cải đạo, đi tìm cách giống như Hồi giáo mà đi xâm lược mấy nước khác để mà bắt người ta phải theo đạo mình thôi, là họ đã phạm tội diệt chủng biết bao nhiêu, và họ chỉ gọi là nhân danh, đúng không? Nhân danh là Thiên Chúa để mà họ diệt chủng, họ phạm tội ác, ủ dâm, đàn áp, cướp bóc. Thì cháu thấy là cái những cái kiểu như những cái người mà tin theo cái kiểu mà theo cái quan niệm mà chỉ có tôn kính Đức Chúa Trời đó bác, thì họ rất dễ dàng phạm tội, là tại vì họ nghĩ họ chỉ cần nịnh bợ Đức Chúa Trời thôi, chỉ cần tôn thờ và làm hài lòng Đức Chúa Trời thôi. Bác hiểu chứ không ạ? Họ sẵn sàng, họ là cháu thấy những cái người theo Công giáo, những người mà không có hiểu biết á, không có hiểu đúng cái ý Chúa đó, rất là sân si, đúng không ạ? Bon chen và ăn đằng sống nói đằng gió, tiếng Anh nó gọi là go getter, bon chen để mà họ cho rằng là thanh tiến, nhưng mà họ sẵn sàng, họ luồn cuối, họ nói láo dựng chuyện, họ trù dập người khác. Điển hình là cái đám Charlie Nguyễn Mạnh Chí và Nguyễn Quốc Lâm, có hiểu chúng là trong khi đó cháu nghĩ những người mà thật sự mà hiểu biết đạo Phật á, thì rõ ràng nếu mà tin có nhân quả, đúng không ạ, thì họ sống, cháu nghĩ là họ sống rất là đạo đức. Thì bác nghĩ sao về hai cái xu hướng, hai cái quan niệm đó? Bây giờ ý cháu nói đây là một bên là chỉ tin, một là mình chết đi là về với Chúa Trời hoặc là xuống địa ngục, chỉ có hai cái chọn lựa đó thôi. Còn bên đạo Phật là họ nói không có chuyện ai mà chấm điểm mình hết á, tức là cái nghiệp mình, đúng không ạ, cái kiếp này mình ăn ở ra sao thì giống như là cái thiên tạo, cái bộ máy cơ trời người ta có, đúng không ạ, người ta có ghi lại hết á, thì tự động mình phải trả nghiệp hoặc là mình sẽ được nhận đến cái phước báu của mình. Thì bác nghĩ sao? Mà anh thành ra đạo đạo mang đến một cái tuyệt đối để mà nói về những các cái người chống cộng cực đoan, hay là nói về cái thành phố Westminster này đó, thì tôi thấy rằng thì là đây là một cái so sánh nó khập khiễng. Như bác nói là đa số truyền thông nó là Công giáo, như bác nói đúng không ạ? Không những là khập khiễng mà nó là một cái nó là một trong những các cái mình lý tưởng hóa. Và bọn này thì nó chỉ là một cái bọn xôi thịt mà thôi, chứ không có đại diện cho Công giáo. Vâng, nó và cho đó nó mới được phiếu, nó mới ngông nghênh, nó ngồi ở trên thị xã Westminster. Và tôi còn nhớ rằng thì là cái ông Nguyễn Phương Hùng, ông ấy lên ông ấy mắng trong một cái thứ tư cách đây một tháng đấy vậy. Ông ấy đã lên, ông ấy mắng, ông ấy nói thì là cái thằng thị trưởng này nó ngồi ở trên cái ghế mà nó đu đưa, tức là nói về cái tác phong đó, cái behavior đó, nó đu đưa khi mà cái người dân phát biểu ý kiến, nó gần như là nó lơ đãng, không thèm nghe cái người dân mà người ta lên phát biểu ý kiến, mà lại còn quá đáng hơn nữa là ông Nam Quan thì ông ấy lại coi như rằng thì là ông lại hành xử một cách khác, bởi vì rằng cái tác phong cố hữu của Nam Quan bản chất nó là một trong những các cái anh mà
coi như là thể hiện được cái vai trò phàm phu tục tử. Từ cái hồi mà hắn đi ở Times Square Park, khi mà Hoàng Kiều đang tiếp phát đồ phát điếc là hắn đã đi, hắn ấy chửi bới rằng thì là cái dịch Covid thế này mà chúng mày đi mà chúng mày phát đồ thế này, rồi chửi còn hơn ngu nữa bác ha. Vâng, tụi bay có vì mấy bay qua tụi bay có chích đói hay không? Vâng, vâng, đấy là cái con đường đấy là cái con đường mà Nam Quan hắn ấy lên được, hắn ấy dùng con đường mà đăng quan tiến chức của Nam Quan. Cho nên là cái tác phong đó là một cái tác phong côn đồ và do đó mà nó gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nam Quan rất xứng đáng ở trong cái hội đồng thành phố Westminster từ sau Tạ Đức Chí, cái hội đồng thành phố đương thời này. Thành ra cháu mới nói là được tụi kia nó sử dụng, đúng không ạ? Có vai trò trong băng đảng tụi nó, trong cái vai trò đó, và được tụi nó thu nhận vô để mà có một cái vai trò trong cái băng đảng của tụi này. Không, tôi cho rằng thì là đây là họ tìm thấy nhau chứ không phải là cả băng. Tức là vai trò chủ mướn đó, tức là côn đồ thành ra sẵn sàng ra mặt. Còn Chí Tạ thì hắn không dám ra mặt, hắn chửi. Phải cần có những người như Nam Quan, Ngô Kỷ. Vâng, Chí Tạ thì là cái đợt trước rồi. Dạ, nhưng mà hắn thì Chí Tạ là lúc nào cũng đóng vai là người tốt, quân tử, hiền lành, không, lịch sự, đúng không ạ? Không, thế là cái nhiệm kỳ trước thì nó nó còn vương vất một cái chút mà gọi là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì rằng Chí Tạ thì là con rể của Trung tá Đoàn Trọng Cảo, mà Đoàn Trọng Cảo thì là đẻ ra cái cô Đoàn Quế Anh, Đoàn Quế Anh, và Đoàn Quế Anh là vợ của Chí Tạ. Vâng, thành ra lúc bây giờ nó còn có một phần lương hảo, có một phần e dè, có một phần tử tế nào đó. Thế thì rồi thì bây giờ trong cái xuống dốc, xuống đảo điên của cái bôn xa này thì đã tới lúc mà tôi cho rằng thì là tới lúc mà nó đã tới cái đất đen rồi, tới đáy cùng. Có nghĩa là chính những người như cháu cũng phải công nhận là ít nhất hồi xưa tụi cháu lên án cái gọi là Tam Nhân Bang thời Chí Tạ, Charlie Nguyễn Mạnh Trí và Kimberly Hồ. Mặc dù mình bất đồng, mình lên án họ, nhưng mà dù sao nếu mà công tâm nhìn lại thì họ vẫn còn tạm gọi là chấp nhận được, đúng không ạ? Không có khiến cho mình quá xấu hổ như là cái đám tin Tam Nhân Bang hiện giờ. Vâng, thưa anh, thì coi như là người ta nói rằng khi mà người ta trên cái con đường mà đi lên đó thì nó con đường ấy nó cũng chảy chuộng, đi lên đồi mà lên núi, lên những các cái chức vụ ở trong cái xã hội mới, nhưng mà khi mà nó đã lên tới đỉnh rồi và khi mà nó đã tuột dốc rồi đó thì nó xuống rất nhanh, thoái trào đó. Do đó mà mình thấy cũng tội nghiệp cho những các cái người ở thành phố Westminster hiện tại. Thưa bác, cháu hay nói là làm cho tới là cháu phát biểu mấy tháng trước, mấy năm trước đó, cháu nói là tụi bay làm tao xấu hổ thì tụi này nó không tin. Như Nguyễn Phúc Lân nó chụp mũ cho cháu, nó nói cháu là ăn tiền của cộng sản, hay là tay sai của Kimberly Hồ, tay sai của Phát Bùi lên phá hoại cộng đồng. Nhưng mà bác nghĩ sao khi mà những cái người bản xứ người ta cũng phát biểu giống như vậy? Vâng, thưa anh, là cái tất nhiên là cái bọn này thì là nó phải là nó chống chế, nó phải là nó bao biện, nó phải là nó đỡ, chứ anh không cho nó đỡ sao được. Nếu vậy bác cũng đồng ý với cháu là rõ ràng, đúng không, là nó bao biện, chứ còn làm sao mà có cái chuyện mà
cả trăm người, bao nhiêu người mà chửi nó mấy năm nay mà toàn là tay sai của Kimberly Hồ, tay sai của cộng sản mà phá hoại cộng đồng. Không, thì tất nhiên là nó phải vu oan chứ. Dạ. Còn bây giờ chẳng nhẽ nó là người lương thiện à? Nó là người lương thiện thì nó mới ngồi nó nghe. Dạ. Chứ còn không thì nó phải thuê cái bọn mà chửi mướn. Dạ. Đâm thuê chém mướn để đỡ cho nó. Dạ. Đây là những luật sư. Dạ, mấy bữa nay là họ bắt đầu, như bác nói, bắt đầu sử dụng cái chiêu đó rồi. Dạ. Vâng. Kêu gọi cứu viện đó. Vâng. Thưa anh, thành ra cái dòng đời thì như vậy thôi. Để mà nói một cái rộng hơn thì nó cũng giống như là cái người Nga mà khi đánh Ukraine chẳng hạn, mang quân, thì cái từ ngữ mà họ dùng là đây là một cuộc hành quân đặc biệt. Yeah. Một cuộc hành quân đặc biệt. Yeah. Còn những người mà chống đối Nga thì nói rằng thì là anh xâm lăng một đất nước, Ukraine là một đất nước có chủ quyền. Yeah. Nhưng mà ông Putin, người Nga đó, thì người ta nói rằng thì là cái thằng Ukraine này là nó hỗn. Nó kỳ thị mấy cái vùng brand những người sử dụng tiếng Nga đó, những người Nga đó. Vâng, những người đấy, đây là những người mà từ cái hồi Nga Hoàng nó bị tách ra, và nó cái bọn mà ở trong cái thằng cha mà hắn ấy là tổng thống Ukraine bây giờ là là suốt ngày nó đi cầu viện, suốt ngày nó đi cầu viện rồi gia nhập NATO. Vâng, suốt ngày khi mà cái câu chuyện là đòi gia nhập NATO đó là một là trong những các cái nó gọi là nó thừa hiểu rằng thì là NATO nó là nó chỉ nhận khi mà có sự thống nhất của hai mươi mấy quốc gia, chứ còn thì là cái thằng này là nó nói rằng tôi gia nhập NATO, xin gia nhập NATO, cái điều đó chứng tỏ rằng thì là nó bịp. Nó bịp rất khó, như bác nói là phải tất cả các thành viên đều phải chấp nhận hết. Vâng, nó bịp rằng thì là tôi muốn gia nhập NATO cho nên các ông gửi vũ khí cho tôi, gửi mau lên. Chúng tôi cũng lại làm một cái tuyến đầu để mà chống lại Nga, chúng tôi là vật dụng lòng yêu nước vân vân. Thành ra đó đây mới là một trong những các cái mà chuyến trước mình có nói với nhau, và cũng theo cái suy nghĩ của tôi thì tôi nói chuyện rằng thì là tại sao Putin hắn ấy lại mang quân lớn như vậy. Dư luận thì cứ nói rằng thì là Putin là coi như rằng thì là người Nga là ỷ y, tưởng rằng thì ngon ăn lắm, 4 ngày thì là đánh vào cái thủ đô của Ukraine. Nhưng mà đâu có ngờ rằng thì là bây giờ đã tới 140 mấy ngày rồi. Gần một năm rồi bác, còn vài ngày nữa là một năm rồi. Vâng, thưa anh, thành ra đó là đây nó là cái tuyên truyền của thế giới tự do, bởi vì rằng thì là Putin hắn ấy đã đánh giá đúng đắn, đánh giá rõ, cho nên cái cuộc hành quân của Putin nó đánh vào Ukraine là đằng sau mấy chục cây số vũ khí, đạn dược, cả một cái đoàn công hoa dài dằng dặc. Chứ còn nếu mà dự trù đánh 4 ngày thì làm sao có cái đoàn công hoa dài như vậy được. Thành ra cái tuyên truyền của cái thế giới tự do này nó bịt mắt mình, nó bịt mắt mình, và tôi cho rằng thì là cái bọn mà chống cộng cực đoan, cái bọn mà phải gọi nó rằng thì là nó vừa hỗn và nó khinh độc giả, nó khinh những các cái người mà nó coi như rằng thì là nó bịt mắt người ta, nó coi như rằng thì là người ta ngu, người ta mù, người ta không biết sao. Thành ra đây mới là một trong những các cái vấn nạn
mà chúng ta đang từng trải. Do đó mà tôi mới đưa ra một cái câu là có lẽ chúng ta tự hỏi rằng ai đưa ta tới chốn này, trong cái giai đoạn mà gọi là chế độ Ngô Đình Diệm đi tìm gọi là lãnh tụ của thế giới tự do, rồi thì sau đó tới Nguyễn Văn Thiệu, thì là cả một cái quá trình mà coi như rằng thì là đi tìm cái quá trình coi như rằng thì là mình đại diện cho cái thế giới tự do mình, và cái miền Nam Việt Nam nó là tuyến đầu của thế giới tự do để chúng ta thách thức với cái bên kia, cái cầu Bến Hải bên kia nó là cộng sản, nó là tay sai của Kremlin, nó là tay sai của Nga Xô, rồi sau này là tay sai của Tàu Cộng. Nhưng mà tôi thấy rằng cái chuột mũ đó nó mang tính cách nó ấu trĩ, và tôi gọi nó là cái bọn nhà quê, thì nó tôi dùng cái chữ đó thì nó cũng là nó hơi sống sượng mà nó thô bỉ, chứ thực ra là nó khinh thường độc giả quá, nó khinh thường. Dạ vâng, thưa bác, bởi vậy cháu nghĩ là từ cháu thấy được cái vai trò của cháu đó, là như bác nói, ngoài cái vấn đề tiếng nói đối trọng đối lập mà Việt Nam gọi là phản động đó, thì cháu nghĩ cháu cũng là đi giữa nhiều lằn đạn chứ không phải đi giữa hai lằn đạn nữa. Tức là mình dẹp láo, dẹp lừa, dẹp loạn, trong đó có luôn cái vấn đề truyền thông bẩn, đúng không ạ? Truyền thông gọi là tuyên truyền, đúng không bác? Truyền thông công cụ. Thành ra cháu nghĩ là bởi vậy cháu mới nói là cháu là chỉ có gây thù chuốc oán thôi, chứ không có được đồng minh, không có được bạn bè là như vậy, đúng không ạ? Tại vì mình cứ đòi hỏi những cái chuyện mà người ta không thể làm được. Như bác nói đúng không ạ? Bây giờ truyền thông nó phải phục vụ một cái phe nhóm nào, hoặc là nó phải biết lấy lòng thân chủ của nó mới sống được, chứ mà bây giờ mình cứ bắt nó nói thật thì làm sao mà như bác nói là mình là đòi hỏi một cách lý tưởng quá, đúng không ạ? Thì khiến ra đâm ra là mình biến mọi người trở thành kẻ thù của mình. Thì cháu không muốn biến ai lắm, cháu không muốn tuyên chiến làm kẻ thù của ai hết, nhưng mà nói chung cái mục đích của mình là mình không chấp nhận được những cái sự gọi là dối trá, bịp bợm, đúng không bác? Thì bởi vậy tự nhiên là coi như cháu sẽ đeo đuổi cái không dám dùng từ sứ mạng, nhưng mà cái chọn lựa đó thôi. Dạ vâng, thưa anh, đấy là cái thế đứng của mình. Dẹp láo, dẹp lừa, dẹp loạn, thì đây là cái thế đứng, và phải nói đây là một cái sứ mạng giữa cái thời buổi nhá nhem này, giữa cái thời buổi mà bọn buôn hận thù này, bọn bán hàng giả này, giữa những vị lãnh đạo như là những các cái nghị viên của thành phố Westminster, hay là như là ngài Ngô Kỳ, thì tôi thấy rằng thì là mình đòi hỏi họ có một lương tâm trách nhiệm, mình đòi hỏi họ phải biết xấu hổ, thì tôi thấy rằng thì là mình nhầm quá. Chính cái con đường đánh thuê chửi mướn đã giúp cho họ nổi lên cơ đồ. Và nếu mà nhìn về thời cuộc, nhìn về cái dòng chảy của thời cuộc, thì mình thấy rằng thì là bây giờ nó đã tới cái hồi mà vãn tuồng, cái hồi mà nó tới cạn tàu giáo máng, nó tới cái hồi mà theo như cao đài nó gọi là tới cái hạ nguồn rồi, tới cái cả thì nó tới đáy thì nó phải nổi lên thôi, bởi nó không còn bịp được nữa, nó tới bùn rồi, mặt nạ rơi rớt. Vâng, đó thì có lẽ rằng thì là tôi cho rằng thì là mình
mình có cái may mắn là mình sống trong cái giai đoạn này. Dạ vâng thưa bác, hồi nãy cháu có thưa với bác đó, cháu cũng cảm thấy an ủi phần nào đúng không ạ? Mình chẳng cần phải tranh công gì hết, nhưng mà mình thấy cái công sức, cái việc làm của mình nó cũng không là trở thành mà gọi là công giá tràng, trở thành là gì bác, tức là vô tác dụng. Bằng chứng là gần đây là bắt đầu có một số người cháu thấy cũng bắt đầu ra mặt, cũng lên tiếng đúng không ạ, và cũng đưa ra cái những cái luận điểm, những cái nhận định giống như mình đã nêu ra bao nhiêu lâu nay, và họ cũng công khai, họ vạch mặt những người như Ngô Kỷ, Nam Quan, Nguyễn Quốc Lân, Charlie Nguyễn Mạnh Trí đúng không ạ? Như cái chuyện mà Ngô Kỷ mà nhổ đi liếm lại đó, hôm nay nói như vậy, ngày mai nói ngược lại, rồi Nam Quan tự vả vô mặt mình, tức là cứ câu sau chịu cha câu trước, ngày hôm nay là đi nói ngược lại ngày hôm qua đúng không ạ? Tức là những cái chuyện đó là cháu đã nêu ra bao nhiêu lần, và không biết Vũ Hoàng Lân có cố ý hay không, có ý ám chỉ Ngô Kỷ hay không, nhưng mà chính Vũ Hoàng Lân cũng có, cháu thấy có đọc một lần Vũ Hoàng Lân viết trên cái status, cái tút của Facebook đó bác, có nói là nếu mà ai mà vô trong cái kênh Formosa TV chịu khó xem lại thì sẽ thấy là không thể tin được, tức là có những người ngày hôm nay tuyên bố như vậy, ngày hôm qua tuyên bố như khác, cứ việc vô cái kênh Formosa TV để đối chiếu so sánh thì sẽ thấy có một số người mà tại sao họ không biết mắc cỡ. Vũ Hoàng Lân không có dùng là chính thức dùng đúng cái từ đó, nhưng mà cháu hiểu là như vậy đó bác. Bằng chứng là bác thấy Ngô Kỷ sau khi bị bác nói là cháu cho một chùy vạch mặt hắn, là trong vòng có một tuần hai tuần mà trưng ra khoe ăn nhà hàng sang trọng mấy chục lần, tức là một ngày ăn nhà hàng mấy lần, thì đúng ngày hôm sau hắn lên Formosa TV hắn nói là Khải Đào nó quy chụp tôi, chứ còn tôi đâu phải nhà đấu tranh mà nó đòi tôi phải không ăn nhà hàng, bác nhớ không ạ? Rồi bây giờ là mấy ngày hôm nay thấy tưởng là mọi người quên rồi, lại tiếp tục vỗ ngực tôi đấu tranh mấy chục năm nay là phải làm như vậy, tôi muốn như vậy, tôi muốn như kia. Thì những người như vậy là bác thấy rõ ràng là cái việc làm mình nó cũng đâu phải là, nó gọi là gì bác, tức là không phải là một cái sự gọi là waste, tức là của công. Dạ đúng không ạ, phí công, công dạ. Giá tràng dạ. Anh thành ra anh ra mà bây giờ mình phân vua thắng bại đối với những người mà những cái người mà mình đã kết đoạn ngay từ đầu là cái bọn buôn hận thù bán hàng giả, thì mình coi như rằng thì là mình phải thua họ thôi, bởi vì thì là ở trong cái giai đoạn này là họ lên được nghị viên, họ lên được thị trưởng, họ trắng trợn là phe thắng cuộc, không họ trắng trợn họ bán đất cho những người thân rồi tăng lương cho nhau. Vâng, rồi thì là đấy cũng giống như là giám sát viên đó, thì thấy rằng thì là Henri Đỗ đó và giám sát viên này cũng lại là một trong những người mà bà vợ cũng là chánh án không ạ. Và mình mới thấy rằng ở trong đó thì nó tư túi, nó nó dùng cái quỹ lớn thay vì rằng thì là để làm những việc công ích chuyện xã hội, thì thứ nhất là nó đấm mõm nhau, nó tư túi, nó tăng lương cho nhau, chia hãng, chia chắc hãng, thì đấy là cái con đường tất nhiên. Nếu mà mình không bị bọn này lừa thì mình thấy chuyện đấy là bọn đó nó phải là như vậy. Thưa bác, cho phép cháu nó leo thêm vậy, tức là để chứng minh là con người cháu nó cực đoan, nó lý tưởng đến chừng nào. Tức là gần đây Charlie nó khoe, rồi Nam Quan nó làm tường trình phóng sự để nó hạ hê, nó sung sướng, nó tấn công nhau, nó khoe là nó cho mỗi người $100, đúng không bác? Bác biết chuyện đó phải không? Mấy người già ở Westminster đó, nó nói là nó cho mỗi người $100. Nhưng mà thật sự đó bác, nếu mà nhìn từ cái góc độ của cháu đó thì cũng không khác gì Andrew Đỗ tăng lương cho phe đảng của tụi bay. Có nghĩa là như vậy thôi bác, nhìn từ góc độ của những người Mỹ bản xứ đó, là người ta thấy tụi bay đó vì ra tranh cử thành ra không chịu đưa cái nghị trình để mà có chấp nhận tăng thuế hay không. Bác biết không ạ, tức thời Chí Tạ nó còn tại chức á, nó không dám đưa ra để mà trưng cầu dân ý,
tại vì nó sợ khi mà đưa ra trưng cầu dân ý sẽ bị người ta là đánh giá nó là tăng thuế, là vô tài, bất tài vô tướng, là để Westminster phải tăng thuế. Bác ghi chỗ này, tiếng Anh nó gọi là kick the can down the road, tức là câu giờ, tức là đá bùng sang ngao á, đánh bùng sang ngao đó, để mà thằng Charlie nó còn đòi để nhiệm kỳ tới cho cái hội đồng tới người ta quyết định. Thì cháu mới giải thích cho nó, mày ngu vừa thôi, nếu mà đợi cho hội đồng tới mà quyết định thì thành phố sẽ mất thuế là mười mấy triệu đô la. Tụi bay phải đưa ra trưng cầu dân ý trước cái mùa bầu cử để người ta quyết định. Bác biết chính vì cái đám trí tà Charlie nó không dám đưa ra trưng cầu dân ý á, trễ đó, thay vì phải trưng cầu dân ý cả năm trước rồi, thì cái tháng 11 vừa rồi nó mới phải gần đến ngày bầu cử đó bác, nó mới dám đưa ra trưng cầu dân ý. Và cuối cùng là bác biết vì như vậy thành phố bị thất thu. Quý vị khán thính giả đồng hương ở Westminster nghe để hiểu nha, tức là thành phố Westminster bị thất thu 4 triệu đô la. Bác biết cho nó mà, vì nó đưa cái chuyện trưng cầu dân ý ra trễ, thành ra khi mà tháng 11 mà người ta thông qua chấp nhận tăng thuế đó bác, nhưng mà chấp nhận là một chuyện, để mà thực thi thì nó phải cần có thời gian. Thì cái khóa tài khóa đầu tiên, bác biết cho nó mà, tức là cái chuyện tăng thuế nó đã là nó bị gọi là gì đó bác, tức là nó hết thời hạn từ năm 2022 rồi, mà tháng 11 mày mới thông qua thì phải đến tháng 2, tháng 3 mới chính thức là đưa vô nó áp dụng, và đến tháng 4, tháng 5 nó mới bắt đầu đi thu thuế được. Có nghĩa là cái khóa đầu tiên của năm 2023 là không thu thuế được. Bác ý chứ không ạ? Thay vì như là nếu mà cách đi một năm còn bay đưa ra trưng cầu dân ý và người ta thông qua thì là ngay từ tháng 1 này đã thu thuế được rồi. Cháu nói vắn tắt để biết là vì cái sự điều hành của tụi này đó bác, vì cái vấn đề tụi nó sợ mang tiếng là tăng thuế đó, tụi nó ngâm dấn cái chuyện trưng cầu dân ý, thành ra thành phố Washington mất 4 triệu đô la ngân sách. Nhưng mà bác biết nó mượn đầu heo nấu cháo, mượn hoa cúng Phật, nó dùng cái tiền của liên bang rót xuống thành phố, thay vì dùng cái tiền đó để mà mướn nhân viên, mướn cảnh sát hay là để làm cái gì đó bác, thì nó đem ra nó nói là nó phát cho mỗi người 100 đô la, để mà thằng Charlie với thằng Nam Quan nó lên YouTube nó nói tiếng Việt, nó báo, nó thông báo cho cộng đồng người mình biết. Bác hiểu không? Một hình thức không khác gì Lê Công Tâm nói, cái đám này nó dốt, nó tham lắm, mày chỉ cần tổ chức đại nhạc hội, mày cho nó mấy miếng chả giò, mày cho nó hộp cơm là nó sẽ bầu cho mày, nó sẽ bỏ phiếu cho mày. Thì cái tụi này nó là một hình thức mượn hoa cúng Phật, dùng tiền ngân sách của thành phố để mua phiếu của người Việt. Bác ý cho nó mà, nhưng mà mày đâu có phục vụ thành phố thất thoát, người Việt mình không quan tâm, họ chỉ biết là họ có được 100 đô la thôi thưa bác, rất là nhục nhã. Không thưa anh, tôi thấy là cái người Việt của mình tuy là nghèo chứ 100 đô la thì chẳng thấm tháp vào đâu cả, nó chả mua được mình cái gì cả. Nó lên nó tuyên bố cái đó, theo tôi đó là nó không lừa được ai, và cái cộng đồng này cũng không hề sung sướng gì khi mà nó nói rằng nó cho 100 đô la một người. Bác nhớ thằng Nam Quan đó là nó chửi người ta, tụi bay có chích đói hay không mà đứng xếp hàng, trong khi đó chính nó bây giờ bác thấy xếp hàng cả mấy ngàn người đứng sát nhau như vậy mỗi người cũng được có 100 đô la cái thẻ chứ cái gì. Giống khi nó là cái cộng đồng này nó gọi là nó buồn vui cả, nó thích hội họp nó thế thôi, chứ còn thì cả tiền xăng nhớt nó chạy tới chỗ đó để nó lãnh 100 đồng thì cả đứng chờ mấy tiếng đồng hồ thôi. Buổi này mày đi làm lương tối thiểu là 15 đô la một giờ thôi. Thế thành ra đó khảo đào căn cứ mà cái đó thì tôi thấy khảo đào đánh giá nó sai. Bởi vì rằng thì là người ta đâu có cần 100 đô la, người ta cần cái vui thôi. Cái nếu vậy thì thằng này tại sao trong cái hôm bữa nó lại nó DM nó chửi có bùi thì không thì cái bọn đó là bọn bán hàng giả, hàng thịt nguyết hàng cá, nó đâu có ở trên cái một cái lý luận của một cái người lương thiện, nó chỉ là đánh bùn sang ao rồi chỉ là
không có nguyên tắc, và do đó cái tác phong của nó là một tác phong, cái đường lối tranh cử của nó là một đường lối tranh cử của cái bọn dạ vâng mời bác đấy. Anh thế thành ra mình thôi giờ để mình trở về cái trở về cái ngày hôm nay mà tôi nói về cái số báo tôi yêu tiếng nước tôi ở trong đó thì là lấy một cái câu của cái bài của cái bài ca của Phạm Duy tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời người ơi mẹ hiền du những câu xa vời vân vân. Thế thì tôi thấy rằng thì là ở trong cái cuốn này đó tôi trong cuốn này thì là tôi thấy rằng thì là có những cái bài bài viết của tất cả những cái nghị viên, cái bài chính đó ngoài những các cái bài mà xen vào để mà nói về cái Tết phở thìn này, nói về lẩu đồng quê này là quảng cáo đó, rồi thì là nói về cái tài chính thông minh, nói về cái binh Trần Minh Chiết thì là trong này cái thư của chủ nhiệm, rồi nói về các cái năm Mão ở trong lịch sử Việt Nam, năm con mèo, rồi tập quán ăn Tết. Thế nhưng mà tất cả cái này tất cả cái tờ báo này chỉ là một cái flyer, nó đóng tập xen lẫn những các cái bài nghiên cứu, những bài nọ bài kia, chứ thực ra đây nó chỉ là cái truyền đơn tranh cử của mấy cái người ở thị xã Westminster, tức là một cái đám mail lơ, một cái đống quảng cáo nó gom lại, vâng, và đóng đóng thành sách rồi, vâng, cho anh thành ra đó và riêng mình nghe thấy cái chữ rằng thì là tôi yêu tiếng nước tôi đó cả một cái đặc san đặc san tuy rằng nó gọi là nó giấu giếm một cái đặc san tranh cử nhưng mà tôi thấy rằng thì là nó quê, nó khê, tức là lập lờ đó phỏng mà lập lờ đã đành rồi nhưng mà nó quê và nó khê tức là nó giống như là một cái anh nửa vời, một cái anh thầy tu mà nói chuyện đời đó một cái anh cha mà không nên nết nói chuyện đời đó thành ra cái số báo này thì tức là treo đầu dê bán thịt chó đó, không phải là một cái giai phẩm, nói chấm ra là như vậy đúng không ạ? Trá hình đây là một cái tập hợp những cái gọi là những cái mail lơ quảng cáo tranh cử thôi, vâng, mà nó đóng vâng, lại đó vâng, nó tự nhận đó là giai phẩm mà vâng, dạ vờ bỏ vâng, vô mấy cái bài viết có vẻ như là truyền thống Tết đúng không ạ, nhưng mà chỉ là cho có lý lệ thôi nhưng mà vâng, cái chính vẫn vâng, là rất nhiều những cái quảng cáo của những ứng cử viên vâng, vâng cái chính là để mà cho những ứng cử viên nói, và tất cả những các cái này thì là nó thuê người lấy những các cái về cái văn hóa của Việt Nam, cái văn hóa về ngày Tết, văn hóa tức là xen lẫn vô cho có thôi, nhưng mà cái chính là thay vì như cái đám ứng cử viên nó phải gửi đến tận nhà mailer đó tốn tiền thì nó gom lại hết, nó đóng thành sách thì coi như là nó đem bán nữa để người ta phải giữ, người ta đọc, là coi như một hình thức vận động quảng cáo cho ứng cử viên. Vâng, và tôi thấy thì là đây là một trong những các cái này coi như rằng thì là nó biết làm, chẳng nhẽ người ta ném cái này đi. Dạ vâng. Trong cái bìa biết những cái trò ma nước. Vâng, dạ. Vâng. Thưa anh, bên cạnh này thì tôi cũng nói thêm một cái nữa là đó cũng là một cái công thức của cái tờ báo Epoch Times. Và Epoch Times mà nó tờ báo này nó là đây là cái tiếng Việt và nó có
mấy chục thứ tiếng ở trên thế giới. Và cái tờ báo Epoch Times này đó, nó lấy chữ ở trong thánh kinh, đó là Đại Kỷ Nguyên. Và nhưng mà đằng sau là của người Hoa, người Tàu. Và Đại Kỷ Nguyên nó là nó là một trong những các cái đúng rồi, nó là người bây giờ cho là cái Epoch Times này nó chống Trung Cộng, nhưng mà rõ ràng đúng không, giống như mình nói nó là của người Hoa, mà nếu nói một cách hơi là kỳ thị là của người Tàu, thì cháu nói những cái người mà suốt ngày mở miệng ra là thù Tàu Cộng, thù trong Trung Cộng đó, thì tại sao lại đi bưng bô đầu cung cho cái đám này? Tại vì giống như cháu nói, dù họ có chống Trung Cộng nhưng mà họ là người Hán, thì cái quyền lợi của họ, cái cứu cánh tối cánh vẫn là để mà phục hưng, để mà truyền bá văn hóa Hán tộc, hoặc là để mà ôm mộng bá vương, thì cái quyền lợi người Hán họ sẵn sàng, họ diệt chủng người Tây Tạng, đúng không ạ, người Tân Cương, chứ họ làm sao mà họ lo cho người Việt mình hơn người Tàu được, mà bây giờ đi bưng bô cho họ, nó hiểu cho nói mà. Vâng, thưa anh em, thì cái bọn này là cái bọn mà nó coi thường cái độc giả tiếng Việt thì đó, nó coi thường, nó coi như rằng thì là nó lấy vải thưa che mắt thánh, nó làm nó thành ra là một tên tay sai đắc lực, đúng rồi, và rồi thì là chứ còn gì nữa, và rồi thì là nó lại nói là nó chống Tàu. Anh làm văn hóa con khỉ gì mà anh đi bưng bô cho người Hoa, đúng rồi, cháu đã nói cái cứu cánh của họ là họ phải xỉn dương văn hóa Hoa Hạ Hán tộc, họ sẽ coi là Việt Nam mình là An Nam đô hộ phủ, giống như bác nói, đối với họ mình là cái thứ mà coi như là giống như Đài Loan, đúng không, cái thứ mà con hoang, cái thứ mà ly khai, chứ làm sao mà họ đi xỉn dương người Việt mình được, mà mày đi theo mày bưng bô cho nó đâu có được là con hoang thì đó, nó phải có lực lượng thứ thiệt, chứ còn bọn này nó là bọn bán hàng giả, nó có được vài ngàn cái phiếu do công giáo, do bịp bợm của người Việt, chứ còn thì cái đấy Trần Nhật Phong đó bác, Trần Nhật Phong là bưng bô cho Epoch Times mà suốt ngày bày đặt trá hình. Hồi xưa thì anh là đi là lồng tiếng cho phim Tàu, bác biết chứ không ạ, tức là mày suốt ngày làm những cái chuyện mà đi mà gọi là đi nếu mà không đánh phá văn hóa tiếng nước tôi, văn hóa Việt, thì mày cũng là bưng bô cho phim Tàu, cho TV Hồng Kông, hoặc là bây giờ mày bưng bô cho báo Tàu thôi, chứ mày có yêu nước phục vụ là bảo vệ phát huy văn hóa Việt Nam gì đâu. Vâng, thưa anh, hơi cháu thì hơi cực đoan, nhưng mà nói vậy nó vỡ vạc là cái ý của mình đó bác. Vâng, tôi cho rằng thì là thứ nhất là khi mà nhắc tới Trần Nhật Phong mới lại gì đó, thì tôi nhớ rằng thì là cái hồi đó đương có cái chuyện ồn ào, đương có cái chuyện ồn ào về cái nghị quyết 36, thì tôi có lên cái đài của Cố Bôn Sa TV đó, thì cái lúc bây giờ là tôi có cái áo, tôi có cái áo sport coat đó, cái áo mà thể thao đó, cái áo mà tôi cũng thích mặc đó, nhưng mà vì rằng thì là tôi đưa giặt đó, thì là không biết làm sao nó đem nó làm cho cái vai của tôi nó rách, tại vì cái áo cũng cũ lắm rồi, nó rách, thì tôi mới dán mấy cái miếng mà người ta vẫn để mà dán những các cái quần áo nó ấy đó, thì cái lúc bấy giờ thì tôi lên cái đài của tôi lên cái đài của Cố Bôn Sa TV, và lúc bấy giờ là nó lại nằm ở cái chỗ mà đi qua gần đường New Hope, vâng, đi qua mấy cái nơi mà xe hơi cũ mới gì đó, xe phế thải mới gì đó, thì Trần Nhật Phong anh ấy nói với tôi cả, nó mới bảo thì là hôm nay là định để anh em định mời bác mới gì là để bác mặc cái complet, mặc bộ đồ
đàng hoàng bộ đồ đen mà sao lại bác lại cứ nhá mặc cái đồ này mặc cái áo thể thao này thể thao này thì là nó caro màu màu đen với màu trắng thế thì nó bảo thì là mà cái ông bác lại mặc cái áo rách thế này thì hắn ấy nói với tôi phải chăng bác muốn nói là bác không được chia tiền tức là nó biết rằng cái nghị quyết 46 là được chia tiền. Cháu nghe nói là Trần Nhật Phong còn lên tòa lãnh sự đòi đưa cho hắn mấy trăm ngàn để hắn làm tivi mà. Vâng, thế thì cái vấn đề là đòi chia tiền thì cái tin đồn đó là cái nhà nước cộng sản Việt Nam thì nó hiểu rằng cái trình độ của cái cộng đồng này thì cũng là một cái loại đói thôi, thì cái nghị quyết 36 đó nghe đồn rằng thì là kèm theo nó là có 100.000 đô la và nó chia ra làm bốn cụm, có thể là Trần Nhật Phong cũng được một cụ 25.000 đô la rồi thì là mấy cái gì đó tôi không nhớ lắm, thế nhưng mà đại khái như vậy. Thế nhưng mà thì Trần Nhật Phong có một cái bà vợ thì bà ấy đã về Việt Nam bà vợ mà coi như rằng thì là bà ấy đóng cái vai của cái hát trong cái hội trường quân khu 7 đó vâng, hát trong hội trường quân khu 7 nhưng mà là hát theo cái thể nhạc đỏ không nhạc đỏ không có nữa hát theo cái thể dân tộc đó, cái thể nó gọi là hồ quảng hay là gì đó vâng. Không, bản thì chuyên về hồ quảng nhưng vâng. Mà có nghe là cái kỳ đó về là hát cái bài nhạc đỏ vâng thì hát cái bài nhạc đỏ hay là gì đó nhưng mà được mời đó. Về đó là hồ quảng để mà hát hồ quảng cũng giống như là Khánh Đi về đó thì bao giờ đối với nhà cầm quyền Việt Nam thì cũng danh sách được mời hát chỗ này chỗ kia đó thì danh sách là có bài nào nhưng mà Khánh Đi đó thì tất cả những người về Việt Nam đó thì là cái danh sách để cho nó khỏi dị ứng thì có một số bài nữa còn thì là tới lúc mà đi hát thật đó, thì dựa vào cái yêu cầu của độc giả chứ không có theo như cái danh sách mà đã vâng vâng cái danh sách đó chỉ là cái mà mượn đầu heo nấu cha treo đầu heo treo đầu dê treo đầu dê bán thịt chó thôi và nó cái thông thường đối với lại cái chế độ kiểm duyệt của cái nhà cầm quyền Việt Nam thì là nó là như vậy cho nên bà Khánh Đi chẳng hạn thì bà ấy cũng về bà ấy cuối cùng thì bà ấy hát nhạc của chị Công Sơn nối với vòng tay lớn rồi thì là gia tài của mẹ gia tài của mẹ cách đây một năm là có ồn ào cái chuyện đó vâng mình mới thấy rằng thì là cái đáy của vấn đề nó là thế này cái đáy của vấn đề là cái bọn chống cộng cực đoan ở đây nó đã phóng chiếu cái nhà cầm quyền Việt Nam quá độc tài, quá độc ác và nhà cầm quyền Việt Nam là quá khắt khe, nghĩa là một con kiến cũng không lọt được. Mà tại sao mấy cái người này nó lại cho về và lần nào người cho về thì người ta cũng đều là vượt cái hàng rào cả. Thế thì cái bọn chống cộng ở đây. Nó rất bực mình khi mà Phạm Duy về, Nhất Hạnh về, Nguyễn Cao Kỳ về thì nó nói rằng gì là thằng này là hàng tướng một trong những bắc cầu. Khi mà Hoàng Duy Hùng về thì nó cũng nói rằng thằng này là một cái nghị quyết sách trắng vân vân đời xưa là hoặc là cái anh Etcetera cái anh Nguyễn Trường đó về Việt Nam mà bây giờ coi như là một cái gạch nối ở Việt Nam thì hắn ấy bây giờ hắn ấy về Việt Nam hắn ấy sống một cái cuộc đời chấm dứt cái cuộc đời làm truyền thông rồi bây giờ hắn ấy vui thú điền viên
của một cái góc phố, nó rất là của một cái căn nhà ngoại ô hiền lành thôi, chứ không hề là coi như là được mua chuộc hay là bị mua chuộc gì cả. Thành ra đấy mới là một trong những các cái mà mình cần nói tới. Nhưng cần, mà thưa bác, cần nói tới là cần nói tới là ví dụ như khi Phạm Duy về thì bọn này nó bảo Phạm Duy hay là Nguyễn Cao Kỳ về là một cái loại mà hàng tướng đi đầu hàng. Thì Phạm Duy là một trong những người đáo để. Thì Phạm Duy đời xưa là có một cái villa ở cái mỏm của cái con đường nó cũng gần Lăng Cha Cả mới gì đó, cái khu đó nó có độ khoảng mười mấy cái villa mỗi bên cái chung cư đó nó có mỗi bên nó có độ 6 cái villa. Thì Phạm Duy là có một cái villa đó. Thế bây giờ Phạm Duy về đó thì tất nhiên là sau 30 tháng 4 thì các cái villa đó là nó đổi chủ tùm lum hết. Thì nó bảo thế thì nó đền cho Phạm Duy. Thì Phạm Duy lấy một cái nhà, lấy một cái căn nhà ở cái trường đua Phú Thọ đó, gần cái trường đua Phú Thọ đó, là một cái chỗ nó cũng rất là tốt. Và Phạm Duy hắn ấy là rất là tư cách và rất là có chính trị. Hắn ấy không hề nhận cái bổng lộc gì lớn cả. Một cái căn nhà bình thường ở cái trường đua Phú Thọ. Và cái Tết năm đó hắn ấy gói bánh chưng. Hắn ấy ngồi cái bánh chưng, cái tập quán của quê nhà của cái người dân Việt Nam. Thành ra không tham những các cái cơ nhà cao cửa rộng, hoặc là ngay cả Nguyễn Cao Kỳ, thì Nguyễn Cao Kỳ là một cái anh cao bồi, gọi là sức sượng và cao bồi dọc ngang không biết trên đầu có ai. Thì Phạm Duy, tôi nhớ là cái cuộc họp báo của Phạm Duy cái lúc mà mới về Việt Nam đó, thì người ta tổ chức một cái cuộc họp báo của một cái ông tướng Việt Nam Cộng Hòa, ông phó thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa, phó tổng thống của Nguyễn Văn Thiệu vân vân. Thì Phạm Duy coi như là trốn công người họp báo. Cái anh kia muốn hỏi gì, cái cha này muốn hỏi gì cả chứ, quen cái thói giống như hồi xưa. Và nghĩa là hắn ấy coi là hắn ấy đương ở cái câu lạc bộ Huỳnh Hữu Bạc ngày xưa ở trong Tân Sơn Nhất. Thế thì nó có một cái thông điệp, nó có một cái thông điệp là những người về Việt Nam người ta không phải là hàng tướng, và nhà cầm quyền Việt Nam cũng không khắt khe. Thành ra đó cái câu chuyện là nghĩa là rất là tự do. Đấy là chưa kể rằng người ta mới thấy rằng thì là ở Việt Nam bây giờ nó hát nhạc vàng, nó hát Chiều Mưa Biên Giới, nó hát bà nhạc của Trịnh Công Sơn, nó hát tất cả những người lính của Trần Thiện Thanh, Thiện Thiết, rừng lá thấp tiếp. Thành ra mình đã phóng chiếu cái nhà cầm quyền Việt Nam nó sai cả. Mình cho rằng là nó nghiệt ngã, nghĩa là chạm vào nó là nó bắt bớ, nó khóa mồm lại, nó cho ở tù lâu. Nó cái gì, nhà cầm quyền Việt Nam nó biết lắng nghe tiếng của quần chúng. Nó biết rằng quần chúng thích cái nhạc lính, quần chúng thích cái nhạc của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà len lỏi vào đó có một số lực lượng nấp đằng sau cái đó, lại định
làm một cái phong trào để biến thành ra một cái thứ chống đối. Nó là giống như có nhiều người bây giờ nói là Hoàng Duy Hùng về để làm cách mạng trắng đó. Thì bác có theo dõi cái sự kiện đó, thì mấy bữa nay bác nghĩ sao về giống như những người như Nguyễn Phương Hùng nói là bây giờ Hoàng Duy Hùng là giống như cá nằm trên thớt, chờ ngày bị trục xuất và chờ ngày bị sổ khám, thì bác nghĩ sao ạ? Vâng, thưa anh, thành ra những các cái chuyện mà tôi cũng hơi đánh giá thấp cái ông Nguyễn Phương Hùng là cái người mà tôi cũng đã cộng tác. Nhưng mà ông ấy là một nhà đấu tranh, ông ấy chỉ là một thứ vô kỷ có văn hóa, một cái thứ nhà đấu tranh. Ông ấy mưu cầu một cái chỗ đứng ở trong xã hội cộng sản, chứ không phải là như Phạm Duy mà đòi một cái căn nhà xong rồi về ngồi mà gói bánh chưng, không hề nhận một cái bổng lộc cao gì của cái nhà nước mới, cũng giống như là cái anh Nguyễn Trường Etcetera đó, cũng là nhận một cái căn nhà ngoại ô, rồi thì là tôi thấy ở Việt Nam, rồi thì là hắn ấy đi ra ngoài hàng rào, hắn ấy cắt cỏ, vân vân, như là một cái người công dân, như là một người chồng gương mẫu, như là một người bình thường có cái căn nhà. Thành ra đây mới là một trong những các cái khéo léo của những các cái con người mà dám đi những cái bước mới, bước trước. Cho nên bây giờ mà cái ông Nguyễn Phương Hùng mà tôi không biết là có phóng đại rằng thì là ông Nguyễn Phương Hùng mà nói dèm pha rằng thì là Hoàng Duy Hùng bây giờ là cá nằm chốc thớt, coi như là thì là nó chém lúc nào cũng cũng được. Theo tôi thì hoàn toàn là không phải. Tôi nhìn đến tất cả những cái clip của Hoàng Duy Hùng thì Hoàng Duy Hùng bây giờ là góc nhìn Hoàng Duy Hùng, và Hoàng Duy Hùng bây giờ sống ở ngay ở Hà Nội, ngay ở Sài Gòn, gọi là và hắn ấy gọi ngay là sống ở thành phố Hồ Chí Minh, ở trên một cái chung cư nào đó. Và Hoàng Duy Hùng thì tôi cho rằng thì là hắn ấy là một trong những các cái trí thức mà có bằng cấp là một, có tài sản nữa, có credit, đã là chủ tịch cộng đồng Việt Nam ở một cái thành phố lớn thứ gì của nước Mỹ là Houston, cũng thứ tư thứ năm nhưng mà cũng là một thành phố lớn. Vâng, còn nhiều người Việt Nam thứ gì sau Westminster. Thì tôi cho rằng thì là bây giờ mà nói chuyện rằng thì là ông Nguyễn Phương Hùng mà ông ấy nói đích danh rằng thì là Hoàng Duy Hùng mới đầu về thì là được cho đăng mấy bài của cái báo Nhân Dân, riêng mấy cái bài của báo Nhân Dân thì bây giờ ông Hùng ông nói là cái đó Nguyễn Quang Trường bỏ tiền ra mua để mua chỗ, giống như đăng cái chuyện mà cậy văn đó bác, trả tiền chứ không phải là tức là ý nói mua chuộc mấy cái người mà trong cái nhiệm kỳ đó, chứ không phải là Hoàng Duy Hùng được nhà nước trọng dụng. Không, theo tôi thì không phải là mua cơm về phương diện mà truyền thông, về phương diện báo chí đó thì không mua được đâu. Mua những cái chuyện lặt vặt thì được, chứ Hoàng Duy Hùng là một khuôn mặt mà làm sao mà mua. Cái câu chuyện là nhà cầm quyền Việt Nam biết cái giá trị của Hoàng Duy Hùng, và Hoàng Duy Hùng cũng biết cái vị trí của mình, thành ra đó mà bây giờ nói rằng Hoàng Duy Hùng đã chìm xuồng rồi, Hoàng Duy Hùng đã hết thời, đã được mua rồi, đã bán rồi, Hoàng Duy Hùng hết credit rồi, hết giá trị. Theo tôi thì nó không phải như vậy. Nhà cầm quyền Việt Nam nó không dại dột gì để mà nó làm cái chuyện vắt chanh bỏ vỏ. Hoàng Duy Hùng vẫn được nhà cầm quyền Việt Nam quý mến.
vẫn được những các cái người tướng lãnh Việt Nam, tướng lãnh cộng sản về hưu nó mời tới, bởi vì rằng thì là đây là một trong những người mà thức tỉnh, một trong những người mà có credit, một trong những người mà cái vốn quý của hải ngoại, nói chung là đại diện như bác nói, một trong những cái người tiêu biểu trong cái những người có tên tuổi thành tựu của người Việt hải ngoại. Vâng, thế thành ra đó là tôi cho rằng thì là đây là những cái chuyện mà gièm pha và nó không nằm ở trong cái đường lối của nhà cầm quyền Việt Nam đâu. Những cái chuyện mà chỉ là những cái bài mà Hoàng Duy Hùng được đăng trên báo Nhân Dân nói chuyện rằng thì là coi như rằng thì là bài cậy đăng, bài cậy đăng có thể được. Ý nói là Nguyễn Quang Trường là hối lộ để được đăng bài. Nó khác nhau, nó khác nhau ở cái chuyện là bài cậy đăng mới là coi như rằng thì là bây giờ cái giai đoạn đầu thì Hoàng Duy Hùng được mời viết báo đó có nhuận bút đàng hoàng. Vâng, thế còn khoe, bác còn nhớ bằng mặt khoe lên Nguyễn Quang Trường khoe đến nhận nhuận bút dùm cho Hoàng Duy Hùng. Vâng, nhận bút giải thưởng nữa. Giải rất là cao quý, bú liềm vàng. Vâng, thế nhưng mà sau này rồi thì Hoàng Duy Hùng coi như là đã thành một cái công dân lương hảo, một cái công dân bây giờ yên ổn, sống một cái cuộc đời bình thường. Thì theo đúng cái thủ tục của thế giới tự do thì có thể là bài cậy đăng, có thể là gửi tiền cho cái tờ báo đó để nó đăng. Chứ còn giờ này Hoàng Duy Hùng không thể nào mà cứ thành ra là một cái người mà có credit được đăng những các cái bài, được trọng vọng đăng những bài bên cạnh cái đó, bởi vì rằng thì là cái nhà nước cộng sản Việt Nam thì là họ kiểm soát báo chí rất kỹ và cũng có những cái đố kỵ, vẫn có những cái người của người ta bảo tao thế này mà lại cứ o bế mãi Nguyễn Phương Hùng và Hoàng Duy Hùng, thì tôi cho rằng Hoàng Duy Hùng ý thức được cái điều đó và Hoàng Duy Hùng, cho nên tôi có theo dõi cái góc nhìn của Hoàng Duy Hùng đó. Thì tôi thấy rằng thì là hắn ấy lên đài và hắn ấy một cách rất là bình thường như một cái người Việt hải ngoại về nước sinh sống những ngày cuối đời của mình, thì và đấy mới là một cái thông điệp ngầm nhìn cái cuộc đời của Nguyễn Phương Hùng và Hoàng Duy Hùng. Bây giờ mình mới thấy rằng thì là Hoàng Duy Hùng rất khéo và đã giải quyết được những cái trăn trở của cái người Việt hải ngoại, của người trí thức hải ngoại. Tôi còn nhớ rằng thì là Hoàng Duy Hùng nói rằng thì là cái hồi mà hắn ấy còn là một trong những các cái người mà chống cộng cực đoan, thì hắn ấy nói chuyện rằng thì là hắn ấy đã có một cái chương trình là về Việt Nam, hắn ấy gây một cái tiếng vang là cho nổ mấy cái tượng đài có cái hình của lãnh tụ Hồ Chí Minh, ví dụ như là ở Cần Thơ hay là chỗ này chỗ kia đó. Thế thì hắn ấy cũng lại tiết lộ rằng lúc trở về Mỹ đó thì CIA, những các cái người mà giữ an ninh, tất nhiên là đây là những cái loại mà CIA gọc đó, gặp Hoàng Duy Hùng ngay ở phi trường, thì nói với Hoàng Duy Hùng rằng coi như rằng thì là gió đã đổi chiều, coi như rằng thì là anh nên chú ý tới rằng thì là bây giờ là nhà nước nước Mỹ đã coi như bang giao với Việt Nam và đã đưa cái mối bang giao đó lên hàng chiến lược, bởi vì còn nhìn thấy
những các cái lo âu về phía người tàu, lo âu về phía Úc, Yết, vân vân, cả một cái đương muốn kéo bè kéo đạn của một cái bè bờ, của một cái liên minh và liên minh mới của thế giới tự do. Cho nên FBI, CIA mới nói với Hoàng Chư Hùng rằng thì là nếu mà chúng tôi muốn hại anh, chúng tôi muốn bắt anh, chúng tôi muốn dìm anh thì dễ lắm, chúng tôi để xì ke ma túy vào trong cái hành lý của anh và chúng tôi có cớ để chúng tôi bắt anh. Thế thành ra tức là nguy tạo chứng cơ. Vâng, đó, vâng. Thành ra đây mới là và đây là những cái trường hợp mà Hoàng Duy Hùng cũng lại là một cái bộ mặt tiêu biểu của hải ngoại, cho nên là họ cũng được có một đường lối rõ rệt nhất đối với Hoàng Duy Hùng, và Hoàng Duy Hùng cũng biết liệu công cắp mắm và cũng biết cái vai trò của mình. Cho nên bây giờ đó tôi thấy rằng Hoàng Duy Hùng hàng ngày cái góc nhìn Hoàng Duy Hùng rất là biết điều, và hắn ấy cũng nói ngay rằng thì là hắn ấy mỗi ngày là hắn ấy lên đài, hắn ấy cũng coi như rằng thì là lượm tất cả những cái tin quốc tế cũng tiếc, nó giống như là một cái ký giả có tầm cỡ như là Đài Á Châu Tự Do, và rồi thì tức là chương trình bình luận điểm tin rồi. Vâng, và hắn ấy nói rằng thì là tôi còn nhớ rằng thì là hắn ấy nói rằng thì là cứ giờ này thì là hắn ấy lên đài, hắn ấy nói tới cái lúc mà trời tối và hắn ấy nói xong, tất cả nói xong thì ánh bình minh đã ở phía cửa sổ bên kia, tức là hắn ấy rõ ràng là ở Hà Nội lúc bây giờ nó khác bây giờ bên Mỹ. Đây là cái anh từ bác giống như nãy bác nói, có nghĩa là Hoàng Duy Hùng là người thức thời, đúng không ạ? Và khi mà bác nói là cái chính sách của chính phủ Hoa Kỳ họ đã thay đổi, thành ra là Hoàng Duy Hùng cũng thức thời. Và giống như nãy giờ bác nói thì bác không đồng tình với cái những cái mà luận điểm của ông Nguyễn Phương Hùng, khi mà bây giờ đang là rêu rao là Hoàng Duy Hùng hết giá trị lợi dụng, đúng không ạ? Hết thời và chuẩn bị đào thải hoặc là bị sổ khám gì đó. Thì giống như theo cháu hiểu là ý nói là mặc dù Hoàng Duy Hùng bây giờ không còn là có cái cờ đạt được những cái đỉnh điểm mà một số người có thể là kỳ vọng, hoặc là như cháu có một thời mình nghĩ là có thể là Hoàng Duy Hùng là hy vọng sẽ được là đại biểu quốc hội hay là có một cái chỗ đứng nào đó, đúng không ạ? Nhưng mà ngược lại không phải là hết giá trị lợi dụng, nhưng mà nếu mà nói thực tế phũ phàng là cũng không có nhu cầu để mà còn tiếp tục là cái ngôi sao, gọi là một cái nó gọi gì bác, center of attention ấy, tức là trung tâm điểm của ấy, của mọi người đó, đúng không ạ? Thành ra cái vai trò của mình là như bác nói, bây giờ mình cứ bình thường, mình có những cái chương trình YouTube điểm tin của mình, không có phủ sóng giống như hồi xưa, giống như một lần mà phát sóng là có mấy trăm ngàn người xem thì cũng có vài chục ngàn người xem, đúng không ạ? Tức là nói chung là nó thuộc là gọi là trung dung, chứ không phải là, cũng không phải là đạt được cái đỉnh điểm vinh quang mà cứ tiếp tục đi lên là ngôi sao sáng, ngôi sao đang lên, mà cũng không phải như Nguyễn Phương Hùng nói là con vật mà bây giờ đang chờ bị đem lên thớt. Vâng, thưa anh, thành ra tất cả những cái loại mà hàng thịt, huyết hàng cá, nó làm cho những các cái thứ mà Nguyễn Phương Hùng mà coi như rằng thì là anh ấy hơi giải, theo tôi thì anh ấy hơi giải, anh ấy tự đánh giá, coi như rằng thì anh ấy cái con đường của Nguyễn Phương Hùng là con đường của nhà đấu tranh. Yeah. Anh nghe, tôi đã cộng tác với ông Nguyễn Phương Hùng nhiều lắm, và chính tôi bỏ ông Nguyễn Phương Hùng. Yeah. Và tôi lúc bây giờ thì tôi chỉ nói rằng thì là ông Nguyễn Phương Hùng là làm sao mà anh chửi nhiều thế? Lúc nào tôi cũng chỉ ý thức được cái đó thôi. Tôi không đồng ý với cái chuyện chửi. Thì hóa ra là ông ấy là một nhà đấu tranh. Ông ấy muốn tìm
ông muốn tìm một cái chỗ đứng ở trong cái xã hội cộng sản. Tôi đã thấy rằng là rõ ràng thì là ông ấy đã về, ông ấy đi bao nhiêu tỉnh thành, ông ấy ra cả Côn Đảo, ông ấy đi ra cả những các cái nơi mà gọi là những điểm linh thiêng của cái của cái dòng lịch sử cúng hương Võ Thị Sáu. Vâng, đó. Thế thành ra đó thì ông ấy đã rồi thì là đi tới chỗ đó, không phải là đi tới rồi cũng dâng hương, cũng tất cả những cái điều đó coi như là coi thế thì đây là một cái chuyện thủ tục bình thường, cũng giống như là mấy người Mỹ đi theo cái phái đoàn của Mỹ đi về Việt Nam đó, thì cũng tới cái nơi của McCain, cũng tới được mời tới lăng Hồ Chí Minh thì họ cũng dâng hoa, nếu mà họ là một cái phái đoàn chính thức họ cũng dâng hoa đi vào lăng Hồ Chí Minh vân vân. Đây là một cái thủ tục ngoại giao. Hoặc là ví dụ như là cái bà phó thủ tướng cái tổng thống gì đó thì coi như rằng thì là thả cá ở ao Bắc Hồ với gì đó thì, nhưng mà thưa bác, cho phép cháu nói leo hoặc là cháu mà phép cháu sửa lưng hay là cháu góp ý với bác là cháu muốn làm rõ cái từ mà bác dùng là ông Nguyễn Phương Hùng là nhà đấu tranh, thì cho phép cháu bỏ nó trong ngoặc kép. Cháu nghĩ là nhà đấu đá hay là một nhà tranh đấu có tính cách là chính trị gia, gọi là muốn tranh giành, muốn đấu đá, muốn có cái vai trò gì đó, đúng không? Chứ còn dùng cái từ nhà đấu tranh thì đôi khi bị hiểu lầm là những cái người mà lý tưởng đó bác, tức là những cái người gọi là activist đó. Thì cháu nghĩ là ông Nguyễn Phương Hùng ông không phải, đối với cháu không có nằm trong cái được phân loại là activist. Bác ý cháu nói mà đây là người có mưu đồ đại khái như vậy, tức là có một cái có muốn cái có một tham vọng đại khái như vậy, đúng không ạ? Khoan nói tốt hay xấu đúng hay sai, nhưng mà đấu tranh đây có nghĩa là có tham vọng, có cái mục đích và muốn tranh giành cái quyền lực, có phải vậy không ạ? Vâng, thì theo tôi nhiều khi bắt dùng cái từ nhà đấu tranh thì đối với những người như cháu lại có cái hiểu, cái nhiều người hiểu cái ý khác. Không, theo tôi thì tôi hiểu cái ý là Nguyễn Phương Hùng là một cái nhà đấu tranh thật, cho nên là hắn đã đi cùng khắp hết và hắn đã đóng một cái vai trò coi như là đại diện cho những cái người mà hòa hợp và giải dân tộc và như vậy thì cũng tôi đánh giá cao Nguyễn Phương Hùng chứ còn thì là cái chữ mà nhà đấu tranh thì khảo đào không bằng lòng, chứ tôi thì tôi cho rằng thì là Nguyễn Phương Hùng theo cháu hiểu á, cái theo cái nghĩ của cháu nhà đấu tranh là vị tha chứ không phải vị kỷ, hay hiểu không? Tức là đấu tranh là cho cộng đồng, cho dân tộc, cho nhân loại, không có phải vì mình. Còn vị kỷ đó là mình muốn tìm chỗ đứng, mình muốn tranh giành quyền lợi, tranh giành ngôi vị, thì cái đó là nó là tranh đấu hay là nó là tranh giành chứ không phải là nhà đấu tranh. Bác ý biết ý cháu muốn nói không ạ? Còn giống như nãy cháu nói cái bà kia đó hoa chui trong tấm nước á, là như vậy. Có nghĩa là có thể là con cái bả, chắc bả, đúng không? Cả cuộc đời là chỉ đi làm những cái chuyện rùi bu. Nhưng mà tại sao bà viết cuốn sách? Là tại vì bà giống như Phật á, bà tìm được cái câu trả lời. Tức là cái câu trả lời đó bác, là giải thoát, thì bà muốn chia sẻ lại. Thì ít nhất cả cuộc đời bà là chỉ có bỏ ra để tìm được cái câu trả lời đó và bà chia sẻ lại. Trong khi đó cả cuộc đời bà cho đến lúc già suốt ngày đi làm công, làm nô lệ, đi quét nhà, đi rửa chén, đi nấu cơm, chứ không có vì tiền, không có vì chức vụ gì hết. Thế ai có người nào được bằng bà hay không? Thì bởi vậy cháu nói, nhưng mà những đối với cháu đó rất là cái người đấu tranh là như vậy. Giống như con bé gì cháu nói là người, nó không biết người gì, nó là người Na Uy hay người gì đó, nó có mười mấy tuổi thôi, nhưng mà đầu óc nó nghi thơ, nó không nghĩ đến cái chuyện. Bây giờ thì nó nổi tiếng thôi, chứ còn hồi đó cháu nghĩ là bản thân nó không phải là vì danh vọng, vì tên tuổi hay là vì quyền lợi gì mà nó bỏ học, nó ra nó đòi phải thế giới phải quan tâm đến môi trường. Ý cháu nói mà, thì đối với những người như cháu đó, activist
tòa nhà đấu tranh đây là những người người ta phải có một cái nguyện vọng, một cái lý tưởng, một cái mục tiêu gì đó, mà nó hoàn toàn nó vô vị kỷ, nó không phải vì cá nhân, vì cái quyền lợi của người ta. Mà biết chứ là còn ông Nguyễn Phương ông cũng hoàn toàn vì ông chứ không phải là vì người khác. Vâng, thì đối với cháu không chấp nhận ổng là nhà đấu tranh, thì ý cháu nói vậy thôi. Dạ. Vâng, tôi cho rằng thì là tôi thì không đồng ý với Thảo Đào cái chỗ rằng thì là bây giờ mà để mà tìm một trong những người lý tưởng như cái cô bé nào mà bảo vệ cho cái vấn đề môi trường hoặc là như là cái người Nhật suốt đời để mà đi